để mà các bạn thường phải làm nhất ha. Các bạn thường là các bạn không có thể là bác sĩ chuyên khoa thì thường các bạn phải đánh giá cái đó nhất. Thì mình sẽ phải chọn đó cái mô hình. Khi nào mình xác định một bệnh nhân có chấn thương sọ não, mình chỉ đánh giá tiếp cận bệnh nhân chấn thương sọ não khi bệnh nhân đó có khả năng chấn thương sọ não. Về mặt nguyên tắc thì một bệnh nhân được xác định là chấn thương sọ não khi người ta có tổn thương xương sọ và não do chấn thương, thì mình xác định là bệnh nhân có chấn thương sọ não. Thì trên lâm sàng gần như chỉ có vết thương sọ não, tức là các bạn nhìn thấy được xương sọ bể, các bạn thấy mô não lòi ra bên ngoài, mình mới xác định được là bệnh nhân đó có chấn thương sọ não. Đa số các trường hợp chấn thương kính là các bạn không có bằng chứng chắc chắn của cái chuyện đó, cho nên mình sẽ xác định tất cả những bệnh nhân có cơ chế chấn thương vào đầu, tức là khi mình khai thác bệnh sử phải xác định cơ chế có cơ chế chấn thương vào đầu với một cái lực đủ lớn, những cái lực đủ lớn, đương nhiên là phải làm cái lực đủ lớn. Chứ nếu mà bây giờ giống như chuyện là mình giỡn với nhau xong rồi thằng kia nó rõ nó ký lên đầu mình cái mà mình nói chấn thương sọ não thì nó kỳ quá ha. Rồi tức là có cơ chế chấn thương vào vùng đầu với một lực đủ lớn, việc đó sẽ được xác định lại bằng chuyện là khi mình khám lâm sàng mình sẽ phải tìm được bằng chứng của va chạm. Bằng chứng của va chạm là gì? Là những cái xương nề ở vùng đầu, những cái vết thương ở vùng đầu, những cái xây xát da ở vùng đầu và những cái biểu hiện của vỡ sàn sọ là bằng chứng của va chạm. Cái đó rất quan trọng đối với những bệnh nhân mà mình không khai thác được cơ chế. Ha. Rồi, tức là nếu khai thác được cơ chế với một cái lực chấn thương đủ lớn vào vùng đầu, bệnh nhân sẽ có chấn thương sọ não. Nếu không khai thác được cơ chế thì nếu mình phải kiểm tra, nếu mình tìm được bằng chứng của va chạm ở vùng đầu của bệnh nhân là mình xác định bệnh nhân có chấn thương sọ não. Thứ ba là sau khi bệnh nhân bị chấn thương, tức là tham gia vào một cái chấn thương nào đó mà người ta có biểu hiện của hội chứng tăng áp lực sọ, thì bệnh nhân sẽ được xác định là có chấn thương sọ não. Thứ tư là những người mà có các dấu thần kinh phù hợp với tổn thương ở não. Nghe bây giờ mấy bạn qua cái giai đoạn một triệu chứng rồi, cho nên anh nói dấu thần kinh phù hợp với tổn thương ở não là mình mới biết nó là những cái dấu hiệu gì. Nè, khi mình xác định bệnh nhân có những cái biểu hiện đó, người ta mình sẽ được xác định là bệnh nhân có chấn thương sọ não. Và khi bệnh nhân có chấn thương sọ não, mình sẽ giải quyết ba câu hỏi phía sau. Câu hỏi thứ hai là bệnh nhân đó là chấn thương sọ não cứng hay hở. Về mặt bệnh lý thì bệnh nhân chấn thương sọ não hở, người ta sẽ có một cái nguy cơ cao hơn bệnh nhân chấn thương sọ não cứng, đó là nguy cơ nhiễm trùng. Và nó đặt ra một cái yêu cầu trong cái xử lý ban đầu của mình, đó là phải giải quyết và giảm cái nguy cơ nhiễm trùng. Cho nên khi mình biết rằng bệnh nhân đã được xác định là có chấn thương sọ não, mình sẽ phải xác định xem bệnh nhân đó có chấn thương sọ não hở hay không. Thì có rất nhiều bạn gần đây các bạn không hiểu là chấn thương sọ não hở là một cái tổn thương như thế nào. Chấn thương sọ não hở là một cái tình trạng mà mình xác định được là một cái môi trường ở bên trong hộp sọ nó bị mở ra bên ngoài. Thì để xác định được cái môi trường mà bên trong hộp sọ nó mở ra bên ngoài thì mình cần phải có bằng chứng. Mình làm lâm sàng, mình khám bệnh, mình chẩn đoán luôn luôn phải có dựa vào bằng chứng. Cho nên mình muốn nghĩ gì mình nghĩ, mình muốn làm. Vậy thì bằng chứng của việc chấn thương sọ não hở là gì? Mình sẽ phải xác định được cái vết thương. Bệnh nhân có vết thương là một cái khả năng bắt đầu xuất hiện có nguy cơ chấn thương sọ não hở. Thứ hai là mình xác định được cái tình trạng vỡ của hộp sọ, tức là mình nhìn thấy được cái đường nứt, nghe hoặc là mình nhìn thấy được lún sọ, đó là dấu hiệu của chấn thương sọ não hở. Hình thái lâm sàng của chấn thương sọ não hở nó có hai loại, một là lõm sọ hở, tức là mình chỉ xác định được là người ta có vết thương và có một cái lõm sọ, còn cái nứt xương nằm ngay cái vị trí vết thương đó thì mình gọi là lõm sọ hở. Hình thái thứ hai là hình thái nặng hơn của chấn thương sọ não hở, đó là vết thương sọ não. Vết thương sọ não là nó tổn thương sâu hơn cái chấn thương sọ não hở. Ở có thể hiện ở chỗ là gì? Lúc đó mình sẽ có bằng chứng của việc là mô não bị phơi ra bên ngoài. Bằng chứng của việc mô não bị phơi qua bên này nó thể hiện ra gì? Mình sẽ nhìn thấy được màng bao não bị rách, đó là nhìn thấy màng cứng nó bị rách, nhìn thấy mô não lộ ra. Hoặc là mình có dấu hiệu gián tiếp của chuyện rách màng bao não, đó là gì? Dịch não tủy chảy ra. Nha. Còn cái chuyện mà mình nhìn thấy được mô não nó phồi ra, nó lồi ra bên ngoài thì đương nhiên đó là vết thương sọ não rồi, không cần phải xác định cái gì nữa,
thì mình sẽ phải tìm bằng chứng của cái việc chấn thương sọ não hở là mình phải khám đó, phải khám xét vết thương, phải đánh giá độ sâu vết thương, phải quan sát, thậm chí là đôi khi mình dùng ngón tay mình thăm xem có đứt xương hay không, có cái biến dạng nào sọ hay không, mình sử dụng một số biện pháp để mình xác định xem có dịch não tủy hay không. Mà trong đó trên lâm sàng thường mình hay làm nhất đó là cái dấu hiệu alo nha. Mình một cái vết thương không có nằm ở cái vùng đặc biệt nào, ví dụ như vùng sàn sọ mà nó chảy dịch, nó động dịch ra thì chỉ có dịch não tủy thôi, đâu có cái gì khác nữa ha. Cho nên mình quan sát thấy một cái dịch trong thầm gì đó chảy qua cái vết thương thì nó là dịch não tủy rồi ha. Rồi có một cái tình trạng chấn thương sọ não hở đặc biệt, đó là không có vết thương. Một cái chấn thương sọ não hở mà không có vết thương đó là thông qua những cái đường vỡ của sàn hở sọ, tức là vỡ sàn sọ trước hoặc là vỡ sàn sọ giữa, nó thông với mũi hoặc là thông với lỗ tai, mình sẽ xác định là bệnh nhân có chấn thương sọ não hở. Một số trường hợp nó sẽ chảy dịch não tủy qua mũi, là lòi mô não qua mũi, đó là vết thương sọ não ha. Cho nên khi bệnh nhân có dấu hiệu của vỡ sàn sọ thì mình sẽ phải bảo lưu khả năng là bệnh nhân bị chấn thương sọ não hở, và khi đó mình sẽ phải tìm bằng chứng của việc chảy dịch não tủy qua những cái khoang đó. Rồi đầu tiên mình sẽ phải suy nghĩ như vậy trong đầu, và mình xác định, nếu mình xác định được là bệnh nhân không có những tình trạng đó, tức là cái câu lý luận thường thấy của mình là gì, mình không xác định thấy bằng chứng của chấn thương sọ não hở thì bệnh nhân mới là chấn thương sọ não kín nha. Về mặt chẩn đoán và logic nó là vậy đó, các bạn không thể nào xác định chấn thương sọ não kín. Các bạn hay biện luận như này, khi các bạn làm bệnh án, các bạn hay biện luận là bệnh nhân chấn thương nhào giường đầu chỉ có sưng nề ở vùng thái dương chẳng hạn, cho nên bệnh nhân không phải chỉ có sưng nề không có vết thương ở vùng thái dương, cho nên bệnh nhân là chấn thương sọ não kín, là không đúng. Người ta sưng nề ở vùng thái dương người ta vẫn có thể vỡ sàn sọ giữa, và nếu ta vỡ sàn sọ giữa là người ta chấn thương sọ não hả nha. Mà rất nhiều trường hợp một tình huống làm sàng lần trước cho các bạn thi, các bạn còn lý luận nhẹ nhàng nó sẽ sai đó, mà nhiều khi các bạn sai, các bạn ra điểm các bạn thấp, các bạn cũng không biết, tại vì các bạn nghĩ rằng các bạn đúng nha. Cho nên giờ nhắc nhở với mọi người các bạn gì? Về mặt lý luận các bạn sẽ phải bắt đầu bằng câu là tôi không xác định được tình trạng chấn thương sọ não hở bệnh nhân do không có vết thương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có bằng chứng của vỡ sàn sọ mới được quyền xác định bệnh nhân là chấn thương sọ não kín. Và khi mình xác định được bệnh nhân có chấn thương sọ não hở thì cái việc ban đầu của mình là gì? Mình biết rằng cái tổn thương đó nó sẽ mang tới nguy cơ nhiễm trùng. Mà khi mang tới nguy cơ nhiễm trùng thì cái thời gian mà cái vết thương nó vẫn càng lâu thì cái nguy cơ nhiễm trùng càng cao. Mà nhiễm trùng bên trong sọ là một nhiễm trùng rất nghiêm trọng, thậm chí nặng nhất là viêm não. Viêm não nó sẽ liên quan đến tỷ lệ tử vong rất là cao, và di chứng để lại với cái bệnh nhân rất là lớn, cho nên mình sẽ không thể để gì nó xảy ra. Vậy thì khi mình xác định bệnh nhân chấn thương sọ não hở, mình sẽ phải làm cái gì? Mình sẽ phải xử lý các vết thương, mình sẽ phải làm sạch vết thương, rửa sạch vết thương, làm kín vết thương lại nếu điều kiện cho phép nha. Tức là mình làm sạch vết thương sớm, và mình sẽ phải sử dụng các sinh sống. Một số quan điểm sai lầm trên lâm sàng là gì? Người ta có vết thương ở đầu là chỉ định sử dụng kháng sinh, không đúng nha. Đó, đứng ở góc độ mà chấn thương sọ não, người ta có chấn thương sọ não hở mới có chỉ định sử dụng kháng sinh. Và kháng sinh lựa chọn của các bạn đó là những cái kháng sinh hướng tới phổ vi khuẩn thường trú ở da, những cái nguy cơ nhiễm trùng ở da mà nó thẳng ra là thường gặp nhất là tụ cầu vàng. Cho nên cái nhóm kháng sinh mình lựa chọn là phải hướng tới tụ cầu vàng. Thêm một cái chuyện nữa là gì? Đa số cái kháng sinh trên lâm sàng hiện tại mình có trong bệnh viện là các cephalosporin. Thì các bạn nhớ rằng các phổ kháng khuẩn của cephalosporin các thế hệ sau này nhá, là cepha3, cepha4 rồi đó, thì thường nó sẽ hướng tới cái nhóm vi khuẩn gram âm để điều trị các nhiễm trùng bệnh viện nè. Cho nên mình sử dụng các cepha thế hệ 3, thế hệ 4 thường nó không có giá trị nhiều trong việc hạn chế nguy cơ nhiễm trùng của các vi sinh sọ não hở. Lý do là nó hướng tới vi khuẩn gram dương ở nhà. Cho nên nếu mình chọn kháng sinh trong cái chấn thương sọ não hở, mình sẽ chọn cái cepha2 nè. Thường là cái phổ vi khuẩn nó còn phủ qua cái nhóm gram dương. Đó là cái lưu ý khi mình xác định chấn thương sọ não hở. Cái câu hỏi thứ 3 là mức độ nặng của chấn thương. Thì ai cũng biết rồi, cái bản phân độ của mức độ nặng của chấn thương nó sẽ được dựa vào thang điểm Hatch gồm. Thì nếu ra thang điểm bao nhiêu thì mình phân ra gì? Trong đó quan trọng nhất
nhất là nhóm bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Nhóm bệnh nhân chấn thương sọ não nặng nó sẽ đồng nghĩa với chuyện là nguy cơ tử vong cao gấp nhiều lần so với bệnh nhân chấn thương mức độ trung bình và nhẹ. Cái thứ hai là những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng thì sẽ phải cần hồi sức ngoại thần kinh. Cho nên nếu mà mình không có điều kiện để hồi sức thì mình sẽ phải chuyển viện bệnh nhân. Đương nhiên là trước khi chuyển viện là phải ổn định tình trạng bệnh nhân. Rồi, vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra trên lâm sàng là có rất nhiều trường hợp mà các bạn đánh theo điểm nó go không đúng. Đánh nó go không đúng hoặc là không chính xác do yếu tố khách quan nào đó. Ví dụ như là bệnh nhân có hội chứng khóa trong, người ta mở mắt nhưng người ta không cử động được tay chân, người ta không nói chuyện được. Mình thấy là nó vô lý à. Em mình mấy bạn chấm theo đúng theo điểm nó go là bệnh nhân có chỉ cách khoảng chừng 5-6 điểm là nó chấn thương sọ não nặng rồi. Nhưng mà hoặc là những cái trường hợp người ta bị chấn thương vào vùng thanh khí quản thì người ta không nói được, hoặc là những cái tổn thương kèm theo khác gây liền thì sao? Cái việc của mình khi phân mức độ đối với những cái trường hợp mà mình cảm thấy rằng mình đánh nó vô không đúng, tuy nhiên là bên cạnh đó nó còn cái chuyện là các bạn đánh không đúng rồi, các bạn đánh không đúng rồi thì cái việc của mình ở đây để xác định cái chuyện mà chấn thương sọ não nặng đó là mình xác định xem bệnh nhân có hôn mê hay không. Mình sẽ tìm bằng chứng của hôn mê nha. Có thể mình không trả lời được cái thang điểm nó chính xác là bao nhiêu ở một số trường hợp bệnh nhân, nhưng mà mình sẽ phải xác định bệnh nhân có bằng chứng của hôn mê hay không. Nếu bệnh nhân có biểu hiện hôn mê là người ta chấn thương sọ não nặng. Vậy thì bằng chứng của hôn mê là gì? Về cái tri giác đó, mình sẽ thấy rằng là người ta có 3 mức độ. Một là đáp ứng bình thường, tức là tỉnh táo, đáp ứng tốt với kích thích phản xạ nhanh nhạy, đó là bình thường. Hai là bắt đầu giảm đáp ứng. Thì giảm đáp ứng với kích thích bên ngoài nó sẽ thể hiện qua hai mức độ nữa. Một là cần, chỉ cần một cái, tức là không đáp ứng bình thường mà cần một cái kích thích nó mới đáp ứng được, đó là lời nói. Thấy không? Các bạn gọi, các bạn nói đó, bắt đầu nó mới có đáp ứng. Thì đó là giảm đáp ứng. Mức 1. Mức 2 là phải cần có những cái kích thích đủ mạnh người ta mới có đáp ứng, đó là kích thích đau. Đó y hệt như mấy bạn đánh ra điểm nó go thôi, nó giảm theo từng mức vậy đó. Và cuối cùng là hôn mê khi bệnh nhân không có đáp ứng với kích thích hoặc là bệnh nhân đáp ứng bất thường thì mình sẽ có bằng chứng hôn mê. Hay là bằng chứng hôn mê là gì? Các bạn kích thích bệnh nhân không có đáp ứng hoặc là người ta bất thường. Vậy thì đáp ứng bất thường là gì? Gồng cứng hoặc là giữ cứng. Nếu mình có bằng chứng gồng cứng và giữ cứng cho dù mình bị ảnh hưởng chỗ là than lời nói đánh không được, mắt bệnh nhân bị sưng húp không mở mắt được hay gì đó, mình vẫn xác định bệnh nhân đó là hôn mê. Hoặc là khi các bạn kích thích đau, các bạn kích thích đau đủ lớn mà mình thấy không thấy người ta đáp ứng gì hết thì chắc chắn là bệnh nhân đó hôn mê. Và khi bệnh nhân hôn mê là người ta chấn thương sọ não nặng. Rồi cái câu hỏi thứ ba là gì? Là nguy cơ tổn thương nội sọ, thì cái này là phải xác định, đó là phần quan trọng nhất trong cái chẩn đoán lâm sàng ban đầu. Và mình biết rằng là khi bệnh nhân có nguy cơ tổn thương nội sọ cao và nguy cơ tổn thương nội sọ trung bình là mình sẽ phải chỉnh CT, sẽ phải xử lý. Vậy thì cái cách làm của mình sẽ là như thế nào? Mình có 3 cái mức độ nguy cơ, đó là thấp, trung bình và cao. Khi mình lý luận trên lâm sàng, mình sẽ đi theo một thang từ trên cao xuống dưới thấp. Tức là các bạn sẽ loại trừ nguy cơ cao, sau đó các bạn kiểm tra nguy cơ trung bình. Nếu các bạn loại trừ nguy cơ trung bình thì bệnh nhân là nguy cơ thấp. Tránh tình trạng các bạn liệu luận như thế này, đang gặp rất trong nhiều cái này, nhiều bệnh án đó, là bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ cao, bệnh nhân không thấy dấu hiệu của nguy cơ thấp, cho nên bệnh nhân là nguy cơ trung bình. Không, mình không làm vậy. Mình sẽ làm theo trình tự là từ cao xuống dưới thấp. Vậy thì cao là sao? Bệnh nhân có nguy cơ tổn thương nội sọ cao. Đây là cái dẫn nguyên văn từ trong handbook ra. Khi bệnh nhân có tình trạng giảm tri giác, trên câu này người ta ghi là gì? Khi bệnh nhân có tình trạng giảm mức độ tri giác mà không rõ ràng, mà không phải là do rượu nè, không phải là do thuốc nè, không phải là chuyển hóa nè, không do cái bất thường khác. Tại sao? Là về mặt lý luận mình xác định là bệnh, hiểu cách ngắn gọn là bệnh nhân bị chấn thương mà rối loạn tri giác không phải do các nguyên nhân khác của nội khoa, thì bệnh nhân sẽ được xác định là giảm tri giác do chấn thương sọ não. Và bệnh nhân giảm tri giác do chấn thương sọ não là nguy cơ cao. Thì để xử lý cái nguy cơ này, các bạn cần phải loại trừ các nguyên nhân nội khoa có thể ảnh hưởng tới tri giác. Thì nó phụ thuộc vào một số cái kiểm tra, thì phía sau ông sẽ nói. Cái thứ hai
là người ta có dấu thần kinh khu trú. Dấu thần kinh khu trú ở đây là dấu thần kinh phù hợp với tổn thương ở não, mà các dấu thần kinh các bạn thường gặp nhất đó là các dấu thần kinh quan trọng trong cái quá trình tiếp cận trong lớp bệnh nhân đó là gì? Liệt nửa người, yếu nửa người, giãn đồng tử, mất thần trợ ánh sáng, gồng cứng, mũi cứng, lì mặt, kiểu trung ương chẳng hạn, cái hàng đó, hoặc là ảnh hưởng tới một số các phản xạ thân não, hoặc là hôn mê cũng là một cái dấu thần kinh phụ trú. Cho nên nếu bệnh nhân có dấu thần kinh phụ trú là bệnh nhân sẽ được tiếp vào nhóm nguy cơ cao mà phải phù hợp với tổn thương ở não nha. Cái nguy cơ tổn thương nội sọ cao thứ ba đó là người ta có tình trạng giảm tri giác theo thời gian. Tức là trong bệnh sử hoặc trong quá trình theo dõi các bạn xác nhận được là người ta có một cái tình trạng giảm tri giác dần theo thời gian. Lúc đầu người ta có thể tỉnh, sau đó người ta lơ mơ, thậm chí là sau đó người ta hôn mê. Thì đó là một tình trạng giảm tri giác dần theo thời gian. Và giảm tri giác dần theo thời gian là nguy cơ cao, vậy thôi. Hay là trên lâm sàng các bạn hay người ta hay dùng một cái thuật ngữ mà nó đi ra từ cái chỗ này, đó là xác định được bệnh nhân có phản tỉnh. Xác định được bệnh nhân có phản tỉnh nghĩa là tại thời điểm các bạn đánh giá bệnh nhân đã hôn mê rồi nè, thì đó là có nguy cơ tổn thương nội sọ cao. Thế nguy cơ tổn thương nội sọ cao thứ tư đó là bằng chứng rõ ràng của chuyện có vết thương sọ não hoặc là lún sọ. Thì cái này là nhận định lâm sàng. Các bạn có đủ bằng chứng về lâm sàng để chẩn đoán vết thương sọ não, đủ bằng chứng về lâm sàng để xác định rõ trường hợp là ta có nguy cơ tổn thương nội sọ cao. Nghe sờ được nguyên một cái vùng biến dạng nội sọ lõm xuống, nghe thậm chí một số người chấn thương xong cái đầu nó vỡ như trái dừa vậy đó, sau đó nó một nguyên cái mảng xương nó ép vô phía trong, đó là lõm sọ. Hoặc mình nhìn vô vết thương thấy một cái đường nước, thấy một cái lõm sọ, rồi đó là lõm sọ. Hoặc là tìm được vết thương sọ não là nguy cơ cao. Và khi mình sử dụng cái bảng phân độ nguy cơ này, các bạn nhớ rằng là không phải trong một cái phân độ nguy cơ nó phải có đầy đủ cái triệu chứng đó mới gọi là nguy cơ cao, mà là chỉ cần có một trong số cái triệu chứng đó thôi là nguy cơ cao. Và khi bệnh nhân có nhiều triệu chứng mà thuộc nhiều nhóm phân độ khác nhau, ví dụ như có triệu chứng của nhóm nguy cơ cao, có nhóm triệu chứng nguy cơ trung bình, thì bệnh nhân phải được phân độ theo nhóm nguy cơ cao hơn. Nó dễ hiểu mà, nguy cơ cao hơn là tổn thương cao hơn, yêu cầu xử lý cao hơn, cho nên mình sẽ phải xác định. Rồi, vậy thì để phân biệt cái tình trạng của loạn tri giác cho nội khoa, thì trên lâm sàng mình sẽ có một số cận lâm sàng gọi là thường quy đối với bệnh nhân rối loạn tri giác sau khi chấn thương, để mình loại trừ và mình ổn định những cái tình trạng ảnh hưởng tới tri giác của bệnh nhân. Thì đó là gì? Mình sẽ phải làm thiếu máu động mạch, mình phải xác định xem bệnh nhân có nhiễm to hoặc là nhiễm kiềm hay không, có suy hô hấp hay không, là mình sẽ phải ổn định tình trạng đó. Nha, đó là thiếu máu động mạch. Thứ hai là những cái tình trạng mà tăng hoặc là hạ đường huyết. Đôi khi có những cái bệnh nhân người ta bị tăng đường huyết, ta bị rối loạn tri giác. Nha. Thứ ba là người ta có rối loạn điện giải, trong đó thường gặp nhất để ảnh hưởng tới tri giác đó là hạ natri máu. Thứ tư là người ta có sử dụng các chất mà gây ảnh hưởng tới tri giác như là rượu hoặc là một số chất cấm khác như ma túy đá, ha, hoặc là hút cỏ mỹ rồi đó. Rồi tình trạng thứ năm là người ta bị sốc, sốc do mất máu, người ta ảnh hưởng tới tri giác, thì mình sẽ sử dụng tổng hợp rất là mỏ để mình xác định cái mức độ mất máu của bệnh nhân như thế nào. Còn cái thứ sáu là cái không phải là để giải quyết vấn đề rối loạn tri giác, mà khi bạn đã xác định bệnh nhân có nguy cơ tổn thương nội sọ, tức là người ta có nguy cơ chảy máu, thì người ta có nguy cơ chảy máu mình phải đánh giá chức năng đông cầm máu của bệnh nhân. Đó là chuyện tất nhiên rồi. Tại sao phải đưa cái này vô đây? Tại vì có một cái giai đoạn là các bác sĩ rất là ngại, thậm chí tới bây giờ vẫn là có các bác sĩ rất là ngại chỉ định xét nghiệm BT và BTT, lý do khách quan là có thể ảnh hưởng bị sức tốn và bảo hiểm. Nè. Nhưng mà mình đã xác định một bệnh nhân có nguy cơ chảy máu mà mình không xét nghiệm đánh giá chức năng đông cầm máu, bệnh nhân rối loạn đông cầm máu gì đó, người ta chảy máu tiếp diễn thì sao biết mà xử lý. Nghe, mà thậm chí chấn thương sọ não là một cái tình trạng rất dễ dẫn đến rối loạn đông máu, lý do là nó cái chất mà phát sinh trong quá trình tổn thương mô nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình rối loạn đông máu, hoặc là người ta sẽ bị tăng sử dụng tại một thời điểm, ví dụ như là sau khi chấn thương người ta chảy máu rất là nhiều, mình không có khâu cầm máu sớm, người ta chảy máu tiếp diễn, nó gây giảm thể tích tuần hoàn, gây mất máu và nó huy động tiểu cầu, huy động cái yếu tố đông máu để cầm máu được cái chỗ đó. Sau khi nó cầm máu được cái chỗ đó thì nó bị giảm tiểu cầu, nó bị giảm cái số lượng cái yếu tố đông máu, nó gây rối loạn đông máu, là chuyện có thể xảy ra trong chấn thương sọ não đó.
Cho nên mình cần cái xét nghiệm để mình đánh giá và xử lý sớm. Khi mình xử lý sớm, mình sẽ hạn chế được nguy cơ chảy máu tiếp diễn cho bệnh nhân. Rồi, đó là những cái thường quy mình có thể làm để mình loại trừ những nguyên nhân thường gặp. Rồi một số trường hợp bệnh nhân có những cái bệnh nền kèm theo suy gan hoặc là có biểu hiện của suy gan, suy thận, nó cũng có thể ảnh hưởng tới tri giác, thì mình sẽ kiểm tra những cái phần đó. Thì cái đó là tùy theo từng bệnh nhân. Rồi, sau khi mà mình loại trừ những cái nguy cơ cao thì mình sẽ tiến tới cái nguy cơ trung bình. Và cái nguy cơ trung bình này các bạn áp phục phải học thuộc rồi ha. Là gì? Người ta sẽ có một trong số 13 cái triệu chứng đó. Đầu tiên là gì? Có cái biểu hiện của mất tri giác tạm thời sau khi chấn thương, hoặc là thay đổi tri giác sau khi chấn thương, hay mình gọi trên lâm sàng là rối loạn tri giác ngắn hạn, hay mình dùng cái thuật ngữ là bất tỉnh. Người ta có bất tỉnh sau khi chấn thương là có yếu tố nguy cơ tổn thương ở sọ trung bình. Thứ hai là người ta có đau đầu tăng dần theo thời gian, đau đầu tăng dần theo thời gian. Nè, chỉ cần người ta có đau đầu tăng dần theo thời gian thôi, trong cái bản tiêu chuẩn người ta nói gì đó, chỉ cần đau đầu tăng dần theo thời gian thôi. Nhưng mà khi các bạn đi khám lâm sàng, các bạn sẽ thấy là có cái triệu chứng đau nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái cá nhân, tức là phụ thuộc vào bệnh nhân. Có người người ta không có, người ta sưng này, người ta vết thương, người ta gãy xương tùm lum trên mà ta không có nằm than gì hết. Có người chày cái môi nó chút xíu nằm than hoài, tức là đau nó mang tính chất cá nhân. Về mặt nguyên tắc khi xử lý, không phải mình áp dụng cái này một cách mù quáng, mà chỉ cần người ta đau đầu tăng lên là phải chụp CT với nguy cơ trung bình hoặc không. Cái đau đầu tăng lên ở đây nó là một trong các thuộc tính của đau đầu do tăng áp lực nội sọ đó. Cho nên nếu mà bệnh nhân càng gần với cái đau đầu do tăng áp lực nội sọ từ chừng nào thì mình càng nghĩ cái tổn thương bệnh nhân chừng đấy. Tức là sao? Mình xác định một bệnh nhân đau đầu có gần giống cái tăng áp lực nội sọ không, thì đau đầu do tăng áp lực nội sọ nó có sẽ một thuộc tính là gì? Người ta sẽ đau đầu lan tỏ, đau đầu kiểu căng, đau đầu tăng dần theo thời gian, đau đầu đã uống rất kém những thuốc giảm đau, đau đầu tăng lên khi bệnh nhân gắng sức vận động gần người ra phía trước, giảm khi bệnh nhân nằm nghỉ, hoặc là nếu có thời gian theo dõi thì nó đau đầu nặng gì về điểm đó ha. Thì cái đau đầu tăng lên chỗ này là các bạn nên xác định là những cái đau đầu nào mà nó có hướng tới tăng áp lực nội sọ thì mình xếp nguy cơ trung bình. Chứ người ta đau do vết thương tại chỗ, người ta đau do cái giật cơ ha, thì nó không phải là chỉ điểm của nguy cơ tổn thương nội sọ. Cái nguy cơ thứ ba của nguy cơ trung bình là bệnh nhân có biểu hiện của ngộ độc rượu và ngộ độc thuốc. Nói rõ nha, bệnh nhân có biểu hiện của ngộ độc rượu và ngộ độc thuốc chứ không phải là bệnh nhân uống rượu. Bệnh nhân say rượu không phải là nguy cơ tổn thương nội sọ trung bình. Triệu chứng thứ tư là bệnh nhân sẽ bị rối loạn trí nhớ sau khi chấn thương. Rối loạn trí nhớ sau khi chấn thương thường trên lâm sàng người ta sẽ biểu hiện là gì? Sau khi chấn thương người ta sẽ bị đơ ra. Em có nhiều trường hợp người ở trên lâm sàng trong mô tả với mình là sau khi chấn thương không ngồi, không mở mắt, đơ ra, không nói chuyện, không biết gì hết, không có nói đúng gì hết, tức là người ta không phải bất tỉnh nhưng mà người ta không nhớ người thân, không nói chuyện được với người thân, hay hoặc là người ta bị chơ ra giai đoạn đó là biểu hiện của rối loạn trí nhớ sau khi chấn thương đó. Xin lỗi, cái rối loạn trí nhớ sau khi chấn thương là yếu tố thứ 8. Và cái yếu tố thứ 4 á là cái bệnh nhân bị co giật sau khi chấn thương. Chỉ cần bệnh nhân bị co giật sau khi chấn thương là nguy cơ trung bình. Đang co giật thì sao xét định co giật thì phải hỏi tại khai thác rồi. Thứ 5 là bệnh nhân có cái bệnh sử không rõ ràng hoặc là không đáng tin cậy. Cái chuyện này các bạn rất thích, rất thích xét định cái chuyện là không rõ ràng, là không đáng tin cậy, không đầy đủ gì đó nha. Thì cái bệnh sử mà không rõ ràng nó sẽ được xác định trong một số trường hợp thôi, chứ không phải là lúc nào người ta hỏi người ta cũng là ông bị té sao tôi không biết, rồi mừng quá chấn thương tai nạn giao thông không rõ cơ chế. Nếu các bạn cứ làm như vậy á thì khi mà các bạn xử lý một cái số lượng bệnh nhân đủ lớn, nó sẽ thấy mà các bạn sẽ nhận thấy rằng là của bệnh nhân nào tôi cũng chụp CT chứ, tức là bạn gia tăng gánh nặng lên cho nguyên cái chuỗi hệ thống kéo phía sau để xử lý cho bệnh nhân đó nha. Thì mình quán triệt là gì? Bệnh nhân có bệnh sử không đầy đủ hoặc không rõ ràng là những cái trường hợp mà mình đã khai thác bệnh sử bằng kỹ năng lâm sàng tuyệt vời của mình, kỹ năng hỏi bệnh gì đó của mình,
bao nhiêu kinh nghiệm của mình mà mình vẫn không có hiểu rõ được là bệnh nhân bị chấn thương như thế nào. Hoặc là khi mình khai thác mình nhận thấy là nó có một cái biểu hiện gì đó kỳ kỳ giữa cái biểu hiện chấn thương của bệnh nhân và cái nguồn thông tin mình được cung cấp, thì đó mới là bệnh sử không rõ ràng. Thường những cái trường hợp đó là do bệnh nhân bị tấn công ác ý. Cái chỗ này nó ghi vậy đó, tại vì mình không được phép ghi trong một cái hướng dẫn là những bệnh nhân bị tấn công ác ý, tại vì mình không có bằng chứng, bác sĩ không có bằng chứng xác định gì đó, cho nên nó ghi ra đó là bệnh sử không rõ ràng. Tức là những cái bệnh nhân đó thường là những cái bệnh nhân mà bị tấn công, bị cướp, bị gì đó, thậm chí là có trường hợp người ta bị thanh toán gì đó ha. Hoặc là những cái trường hợp mà người ta bị bạo hành gia đình hoặc là bạo hành trẻ em gì đó, thì nó mới mình hỏi bệnh là mình thấy kỳ kỳ á, thì nó mới là bệnh sử không đầy đủ, không rõ ràng. Còn khi mình khai thác bệnh sử á, thì mình sẽ phải biết rằng là mình phải tìm cách khai thác và có một cái mức sai lầm các bạn hay sai đó. Đó là cái điều đầu tiên các bạn vô hỏi bệnh nhân là các bạn sẽ hỏi cái người bệnh nhân. Nó hỏi là ông bị đụng sao. Mà đa số gần như 100% trường hợp là tôi không nhớ gì hết, không biết gì hết. Cho nên cái chuyện khai thác bệnh sử mình sẽ phải bắt đầu bằng những cái người xung quanh bệnh nhân. Quy trình là gì? Mình sẽ bắt đầu bằng những người xung quanh bệnh nhân, người đi kèm bệnh nhân này, người gây tai nạn cho bệnh nhân này, người phát hiện bệnh nhân bị chấn thương này, người nhà được cung cấp thông tin về việc chấn thương của bệnh nhân. Tức là mình hỏi xung quanh cái chuyện đó để mình đánh giá tình trạng bệnh nhân trước, mình xác định cái chấn thương của bệnh nhân trước. Chỉ khi nào mình xác định được chắc chắn là trong suốt quá trình chấn thương và sau khi chấn thương bệnh nhân vẫn tỉnh, thì lúc đó mình khai thác cái cơ chế chấn thương, cái bệnh sử từ bệnh nhân nó mới chính xác. Nè, lưu ý gì nữa ha. Rồi, cái yếu tố nguy cơ trung bình thứ 6 đó là những cái bệnh nhân mà những cái trẻ em mà dưới 2 tuổi có chấn thương nhờ vận động. Đương nhiên là nó loại trừ những cái chấn thương nhẹ rồi, ha, những cái chấn thương mà kiểu đang ngồi xong ngã các bạn xuống trên giường á, thì đó không có chấn thương sọ não rồi. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề riêng đối với nhóm bệnh nhân nhỏ tuổi này, đó là những cái chấn thương mà người gây ra chấn thương người ta không biết luôn đó. Hồi xưa nó rộ lên cái chuyện mà mình ẩm em bé xong mình hấp lên xuống vậy nè, vui á. Tại vì cái phản xạ của con nít trong cái giai đoạn đó á, là khi mình làm một cái gì đó bất ngờ, cái phản xạ của nó là nó nhăn cái cơ mặt nó giống như cười vậy đó, và người lớn nghĩ rằng là nó vui nè. Không, cái đó nó không có vui đâu thiệt. Cho nên mình có nhiều người chơi tới mức là ẩm em bé tự tuốt trên này, thấp xuống cái này, xong vơ thẳng lên vậy nha, để cho nó hết hồn đó. Nó cái phản xạ tự động tỷ của nó dơ tay ra, xong cái nó cười, nó nhăn mặt cười ra, nó vui. Cái đó là mình vui chứ không phải nó vui nha. Cho nên mình xác định là đôi khi có những cái trường hợp mà em bé nó bị chấn thương cho những cái tổn thương không hợp lý, nhiều đứa nó được chuyển vô bệnh viện trong cái trường hợp tình trạng là hôn mê mà không có té gì rõ gì chứ, không có đụng rõ gì chứ, chỉ có là sau khi giỡn xong rồi nó bị vậy thôi ha, thì mình có thể mình xác định là những cái trường hợp nó cũng gây ra chấn thương. Thứ bảy là những cái bệnh nhân mà sau khi bị chấn thương người ta bị ói. Về mặt nguyên tắc là không cần phải xác định bệnh nhân ói do cái gì, chỉ cần sau khi chấn thương người ta có ói là xác định được là bệnh nhân có nguy cơ tổn thương nội sọ trung bình. Nhưng mà làm vậy thì nó lại giống như cái chuyện là đau đầu, cứ bệnh nhân đau đầu nào là cũng chấn thương sọ não, thì không. Mình xác định một bệnh nhân mà bị ói có nguy cơ tổn thương nội sọ thường là một cái ói liên quan tới tăng áp lực nội sọ, tức là nôn bọt đó. Nha. Vậy thì nôn bọt làm sao xác định được? Về mặt định nghĩa thì triệu chứng nôn bọt là một cái nôn mà khởi phát bất ngờ khiến cho bệnh nhân không kiểm soát được, không chủ động được, và hình thái lâm sàng thường gặp nhất của nó là gì? Bệnh nhân đang nằm, người ta có thể lơ mơ đang nằm, rồi xong người ta trào lên trên mặt, trên mũi, trào lên trên mặt, trên mũi, trên miệng, ọc lên, đó là biểu hiện của nôn bọt. Người say rượu người ta cũng sẽ nôn, nhưng mà nếu say rượu mà không gây ngộ độc rượu thì không thể nào người ta mất cái phản xạ bảo vệ đường thở. Tức là người ta nôn không bao giờ tới cái mức mà người ta nôn sặc lên trên mũi miệng mình hết. Thường đa số cái trường hợp mà nôn do say rượu á, người ta sẽ có phản xạ tránh, tức là người ta bắt đầu nôn, người ta sẽ khó chịu, sau đó người ta nghiêng đầu qua bên ta ói. Thì những người ói đó thì nó không phải là dấu hiệu gợi ý của nôn bọt. Nôn bọt điển hình là những cái bệnh nhân mà nằm
nằm ở trên giường xong một chào ở miệng ập lên người mình đó, đó mới là con vọt nha. Thứ 8 là nói loạn trí nhớ thì nói rồi. Thứ 9 là người ta có biểu hiện của dấu hiệu của vỡ sàn sọ. Ở dưới cái nguy cơ cao, ở chỗ nguy cơ cao mình thấy là vỡ sàn sọ hoặc là lõm sọ hoặc là vết thương sọ não. Còn ở đây người ta ghi là vỡ dấu hiệu của vỡ sàn sọ tức là sao? Các bạn có nhiều cái triệu chứng của vỡ sàn sọ như dấu hiệu kính râm, dấu hiệu bầm sao tai, dấu hiệu biến dạng của sàn sọ thế này. Thì nếu các bạn tìm thấy những cái dấu hiệu đó, bệnh nhân có nguy cơ trung bình. Rồi thứ 10 là bệnh nhân bị đa chấn thương. Đa chấn thương ở đây không phải là người ta bị chày ở ngón cái xong rồi chày ở trên trán là đa chấn thương nha. Mà đa chấn thương ở đây nó thể hiện cái chuyện là bệnh nhân bị tham gia vào một cái cơ chế chấn thương phức tạp. Phức tạp ở chỗ là cái lực chấn thương, cái nguyên nhân gây chấn thương khiến cho bệnh nhân va đập vào nhiều chỗ, đập cho ngực, đập cho bụng, đập gãy xương tay vậy đó, là cái đa chấn thương. Nghe cho nên cái chuyện xác định đa chấn thương của mình đó là mình phải xác định rõ ràng. Rồi 11 là người ta có chấn thương vùng hàm mặt nghiêm trọng. Chấn thương vùng mặt nghiêm trọng thường là gì? Sưng nề biến dạng nhiều vùng mặt hoặc là rơi vô cái nhóm nghỉ lơ pho trong giữa xương hàm trên. 14, ở xin lỗi 12 là người ta sẽ có khả năng của vết thương sọ não lúc sọ thở, tức là các bạn dùng cái để dẫn là cái kỹ năng lâm sàng và kinh nghiệm bao nhiêu năm của các bạn để các bạn xác định là bệnh nhân có khả năng bị vết thương sọ não. Đó là yếu tố con người trong cái việc khám đánh giá đó. Nếu mà mọi thứ nó đều A B C D hết thì đâu cần phải đào tạo bác sĩ ra đưa cái máy đút vô thông rồi nha. Cho nên nếu mình có những dấu hiệu, tức là mình không có bằng chứng rõ ràng của chuyện vết thương sọ não, không nhìn thấy mô nào, nhưng mà tôi vẫn đủ khả năng tôi nghi ngờ nó là vết thương sọ não, tức là mình có những dấu hiệu nghi nghi thôi của vết thương sọ não thôi, thì bệnh nhân có nguy cơ trung bình, không phải nguy cơ cao. 13 là cái quan trọng, đó là bệnh nhân bị bạo hành trẻ em. Nếu bệnh nhân có bằng chứng của bạo hành trẻ em mà có chấn thương vào đầu thì người ta được xác định là có nguy cơ tổn thương nội sọ trung bình. Sau khi mình loại trừ nguy cơ tổn thương nội sọ trung bình, tất cả các nhóm còn lại bị sưng vào nguy cơ thấp. Và nhớ rằng là bệnh nhân bị đã được xác định là chấn thương sọ não thì không bao giờ có chuyện là không có nguy cơ, nó chỉ có nguy cơ thấp thôi nè. Thì nguy cơ thấp người ta nói rõ luôn là vì những bệnh nhân có không có triệu chứng, hoặc là bệnh nhân chỉ có triệu chứng đau đầu, hoặc là bị chóng mặt, hoặc là có biểu hiện xây xát da, biểu hiện rách da, biểu hiện vết thương ở da, và quan trọng nhất là không có các yếu tố nguy cơ trung bình hoặc là cao mới được xác định là nguy cơ thấp. Đối với cái cập nhật vào cái cập nhật trong cái cuốn handbook mới nhất vào 2023 thì người ta đã thay đổi gì các bạn đó, tức là sau này có thể là các nhóm sau người ta sẽ không có nói chuyện về chuyện nguy cơ tổn thương nội sọ như mình nữa, mà là người ta sẽ nói về quy trình hiện tại đã thay đổi, là các bạn sẽ phân mức độ chấn thương. Sau đó dựa vào cái mức độ chấn thương, cái nhóm mức độ chấn thương, ví dụ người ta có nhóm mức độ chấn thương là mức độ nhẹ là lách vô từ 14 đến 15 điểm thì mình cũng sẽ phải chụp CT trong một số trường hợp. Và khi mình xác định bệnh nhân có chấn thương sọ não nhẹ thì mình sẽ xác định tiếp là hai cái triệu chứng quan trọng nhất mà thường gặp sau khi chấn thương liên quan đến nguy cơ, đó là người ta có mất tri giác tạm thời hay không, tức là có bất tỉnh hay không, và có rối loạn trí nhớ hay không. Nếu bệnh nhân mà có bất tỉnh và có rối loạn trí nhớ thì người ta sẽ được chỉ định chụp CT khi người ta có một trong các triệu chứng sau. Thậm chí ở đây là bệnh nhân sau khi bị chấn thương có rối loạn trí nhớ, không cần đau đầu tăng thêm nữa, người ta chỉ cần có đau đầu thôi là phải chụp CT rồi. Hoặc là có những cái dấu hiệu của bằng chứng chấn thương phía trên xương đầu, tức là chấn thương từ cổ trở lên, sau khi chấn thương mà người ta có rối loạn trí giác, không có sưng nề rõ ở vùng đầu mà có biểu hiện chấn thương từ cổ trở lên là người ta vẫn phải chụp CT đó. Hay tức là cái thay đổi mới hiện tại nó có thể mở rộng cái chỉ định chụp CT cho nhóm bệnh nhân chấn thương sọ não nhẹ. Còn nếu mà bệnh nhân mà chấn thương sau khi chấn thương mà không có mất trí giác tạm thời, không có rối loạn trí nhớ, mình sẽ chụp CT khi nào? Khi bệnh nhân có dấu thần kinh, khi bệnh nhân có nôn ói, khi bệnh nhân có đau đầu nặng, khi bệnh nhân có tuổi trên 65, khi bệnh nhân có dấu hiệu của vỡ sàn sọ trong
dụ như là máu tụ ở phía sau màng nhĩ, hoặc là cái dấu hiệu cứng răng nha, hoặc là có dấu hiệu chảy dịch não tủy qua mũi, qua lỗ tai, dấu hiệu bằng sau tai. Rồi những cái vấn đề liên quan tới đông trầm máu, ví dụ như là người ta có sử dụng thuốc kháng đông kéo dài, có sử dụng thuốc dự phòng đột quỵ gì đó, mà cái đó nó nằm trong cái trend bây giờ nhiều người xài lắm nha. Rồi có những cái cơ chế chấn thương nguy hiểm nha, thì bây giờ người ta sẽ phân ra cái nhóm về cái chỉ định cụ thể hơn. Mà các bạn thì chưa cần biết cái này, để cho mấy đứa sau, mấy đứa sau nó sẽ phải học kỹ hơn. Rồi khi mà bệnh nhân có cái mức độ chấn thương từ mức độ trung bình cho tới cao, thì mình sẽ chụp CT khi nó có một loạt cái triệu chứng đó nha. Trung bình cho tới cao người ta sẽ được chụp CT khi có những cái triệu chứng đó. Thậm chí là khi mà sau khi chấn thương có nguy cơ mức độ trung bình hoặc là cao mà người ta có cái sinh hiệu không ổn cũng phải đi chụp CT nha. Đó là để thay đổi hướng tới cái chuyện là mình làm cụ thể hơn cho những cái bệnh nhân. Rồi khi mà mình đánh giá mức độ nguy cơ xong rồi á, thì mình sẽ chỉ định mình chụp CT và dựa vào kết quả CT mình sẽ xử lý cho bệnh nhân có máu tụ hay không, có chỉ định mổ hay không, đọc CT ra như thế nào và xác định được cái tổn thương nó tới mức độ nào mình sẽ xử lý. Trước khi mình bàn tới chuyện đó thì mình sẽ có những cái gì, mình sẽ có một cái tiêu chuẩn gọi là những cái tiêu chuẩn bệnh nhân có thể theo dõi ở nhà, đặc biệt hay áp dụng cho những cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ thấp á. Khi một bệnh nhân có chấn thương sọ não, các bạn xác định có chấn thương vào vùng đầu, các bác sĩ rất là sợ cái chuyện cho người ta xuất viện, rất là sợ cho cái chuyện cho bệnh nhân xuất viện, cho nên mình phải nắm rõ khi bệnh nhân thỏa đủ hết 8 cái tiêu chuẩn này là mình có thể cho bệnh nhân xuất viện theo dõi ở nhà. Đầu tiên là gì, bệnh nhân sẽ không có chỉ định chụp CT, tức là người ta có nguy cơ thấp, hoặc là người ta có chỉ định chụp CT ra nó bình thường, tức là mình không đọc được nước sọ, không đọc được cái máu tụ. Thứ hai là tại thời điểm mình quyết định cho bệnh nhân xuất viện hay không, cái điểm tri giác của bệnh nhân phải từ 14 điểm trở lên, tức là nếu bệnh nhân nhập viện với tình trạng say rượu thì mình theo dõi cho đến khi người ta tỉnh rượu mình có thể cho xuất viện. Bệnh nhân không có bất cứ các yếu tố nguy cơ tổn thương nội sọ cao nào. Nó có những cái trường hợp để phân định cái xác định cái mức độ nguy cơ tổn thương nội sọ của bệnh nhân là nguy cơ cao, nhưng mà chụp ra CT nó bình thường, vậy thì sao? Vậy thì những cái bệnh nhân đó mình cũng không có cho xuất viện được, mà thường mình phải giữ lại theo dõi từ 28 tới 48 giờ. Thế mà quy trình của mình do bảo hiểm y tế rồi đó, thường là phải nằm 3 ngày vô nhập viện theo dõi 24, 48 giờ, sau đó dự kiến xuất viện là khoảng 3 ngày đó, thì còn muốn nằm bao lâu cũng tùy nữa nha. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã có nguy cơ tổn thương nội sọ cao mà không chụp CT ra bình thường, mình vẫn phải cho bệnh nhân theo dõi trong bệnh viện. Thứ tư là những cái bệnh nhân có nguy cơ trung bình, cũng vậy, có tất cả các triệu chứng trong 13 cái triệu chứng nguy cơ trung bình, có nguy cơ trung bình, chụp CT ra thấy kết quả bình thường, cũng phải theo dõi bệnh nhân trong bệnh viện 24-48 giờ, trừ cái bất tỉnh, trừ cái triệu chứng bất tỉnh. Nếu là mình xong cái độ nguy cơ trung bình của bệnh nhân bằng cái bất tỉnh, thì sau đó mình chụp ra thấy bệnh nhân không có nước sọ, không có máu tụ, mà giờ ta tỉnh queo rồi, thì bệnh nhân có xuất viện được ha. Còn những cái triệu chứng khác như là chấn thương mạch, rồi động kinh, ổ co giật, rồi rối loạn trí nhớ gì đó, thì mình sẽ phải theo dõi. Nhưng mà người ta cũng nói thêm luôn là gì, nếu cái rối loạn trí nhớ của bệnh nhân sau khi chấn thương ở cái nhóm thứ năm nè, khi mình cho bệnh nhân xuất viện thì phải xét định tại thời điểm đó bệnh nhân không có dấu hiệu thần kinh gì hết, trừ tiếp tục trừ một cái tình trạng rối loạn trí nhớ liên quan tới sự kiện. Liên quan tới sự kiện là sao? Người ta có thể quên những cái chuyện trước khi người ta bị chấn thương, người ta quên những cái chuyện người ta muốn làm trước đó, nhưng mà người ta không có dấu hiệu thần kinh gì khác hết, thì mình vẫn cho bệnh nhân xuất viện được. Thì cái rối loạn trí nhớ nó thông thường nó phải hồi phục trong vòng từ 14 cho tới 14 ngày cho tới 1 tháng nha, nói rõ với ta vậy. Rồi thứ 6, thứ 7, thứ 8 là những cái yếu tố liên quan tới ngoại cảnh của bệnh nhân, là gì? Người ta sẽ có người có thể giám sát bệnh nhân ở nhà, ở đây thường là những người lớn á, có thể giám sát bệnh nhân ở nhà. Nếu bệnh nhân sống trong cái tình trạng là không có người thân, hoặc là ví dụ như sinh viên ở đây ở trọ ở mình trong phòng trọ,
thì mình phải giữ bệnh nhân lại theo dõi 24 cho tới 48 giờ, nếu ổn định thì mình mới cho bệnh nhân xuất viện được. Rồi thứ bảy là bệnh nhân có khả năng quay lại bệnh viện, quay lại buồng cấp cứu của bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường. Ví dụ như có những người mà ở xa quá, ở vùng sâu, vùng xa, trong cái kinh rạch gì đó, chèo ghe chống gậy đi xuồng gì đó, mới tới được bệnh viện thì mình nên giữ bệnh nhân lại theo dõi 24 tới 48 giờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình nói là quay lại phòng cấp cứu chứ không phải là quay lại phòng cấp cứu có khoa ngoại thần kinh nha. Thì bây giờ tiến bệnh viện tiến từ tiến cơ sở rất nhiều rồi, bán kính xung quanh người ta tiếp cận tới cái chỗ đó trong vòng một tiếng đồng hồ là có rồi, cho nên đa số trường hợp là mình vẫn có thể cho bệnh nhân xuất viện được. Thứ tám là không có những cái vấn đề phức tạp liên quan tới bạo lực, liên quan tới bạo hành trẻ em ha. Thì cái này là cái tiêu chuẩn ở nước ngoài. Còn ở mình á thì cái quy trình xử lý của mình là sau đó công an có thể gửi giấy hoặc là xác định gì đó tới bệnh viện, rồi được mình xác định thương tích sao, cho nên những cái trường hợp bên tay nhạy nhau không hoặc là đánh nhau gì đó mà mình đánh nhau ổn mình vẫn có thể cho xuất viện được nha. Rồi nếu bệnh nhân thỏa đủ tháng 8 cái tiêu chuẩn đó thì mình sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Và khi bệnh nhân xuất viện thì các bạn phải xác định được rằng là cái người theo dõi bệnh nhân, người ta biết được là khi nào phải quay trở lại bệnh viện. Thì khi nào phải quay trở lại bệnh viện, mình sẽ hướng dẫn người ta chính cái triệu chứng quay lại bệnh viện này. Chính triệu chứng đó là gì? Là trong quá trình theo dõi ở nhà, người ta bị giảm chi giác. Giảm chi giác nó thể hiện cái chỗ là bệnh nhân ngủ gà, ngủ nhiều nè ha, cái khả năng thức tỉnh giảm nè ha, hoặc thậm chí là một số trường hợp là được phát hiện tình trạng hôn mê là phải được quay lại bệnh viện. Thứ hai là có hành vi bất thường. Hành vi bất thường ở đây là gì? Là người ta kích động, la hét, chửi bới, thay đổi tính tình, e đi lung tung. Đó là những cái hành vi bất thường. Đó là biểu hiện của hội chứng đa năng lượng nội sọ hoặc là tổn thương não đó. Thứ ba là gia tăng đau đầu. Cái gia tăng đau đầu thì nó là hơi khách quan, nó hơi chủ quan chút nữa, cho nên mình phải nói rõ và tùy theo đánh giá của bệnh nhân. Thứ tư là người ta bị nói khó. Thứ năm là người ta bị yếu hoặc là mất cảm giác ở tay hoặc là chân. Em người ta có biểu hiện yếu thì cũng có nhiều biểu hiện lắm, ví dụ như cầm đồ bị rớt, xét người ta cảm thấy yếu, em là có phải quay lại làm gì. Thứ sáu là người ta bị ói nhiều hay là ói liên tục. Thì cái ngưỡng ói liên tục là như thế nào? Có những người ta về nhà ta vẫn bị ói một hai lần sau khi về nhà đó, nhưng mà mình xác định một bệnh nhân mà ói liên tục, tức là trong vòng một tiếng đồng hồ mà ói từ 3 lần trở lên là nên quay lại bệnh viện. Thứ bảy là nhãn đồng tử đó. Mình sẽ phải hướng dẫn người ta xem coi có bị nhãn đồng tử hay không, hoặc là có bị nhãn đồng tử một bên hay hai bên. Thế thì đó người nhà phát hiện có khi vô thấy bệnh nhân làm yên xong giật mắt ra thấy nhãn đồng tử là tức đưa vô bệnh viện. Thì chuyện đó là bệnh nhân hôn mê rồi. Hoặc là cái một số trường hợp người ta bị giãn đồng tử muộn trong khi chấn thương do cái nguyên nhân nào đó, để chấn thương di ba hoặc là chấn thương ở phe bị chết gì đó, mình còn phải kiểm tra lại á, thì người ta sẽ có biểu hiện là bất thường do cái đồng tử bên đây giãn, người ta sẽ ảnh hưởng tới thị lực hay thị lực thị trường của người ta. Thứ tám là bệnh nhân bị co giật. Bệnh nhân bị co giật ở đây hay là mình nói cái động kinh, nó có chuyện hình thái, nó không phải lúc nào cũng phải là co giật về mặt vận động, tức là không phải là động người được kiểu dịch lên mới là co giật nha. Có những cái trường hợp bệnh nhân chấn thương sau đó người ta bị cơn động kinh quá ý thức, tức là người ta có thể dùng đồ nhã nghe cho nên người ta tỉnh lại, hoặc là người ta bị những cái cơn động kinh về mặt nhận thức, người ta bị ngẩn ngơ giống như tự nhiên về nhà cái ngồi vậy nha. Nó có những cái giai đoạn đó là đôi khi phải để ý đến chuyện đó để quay trở lại bệnh viện. Thứ chín là có cái một cái vùng chấn thương ở trên đầu mà nó tăng kích thước theo thời gian là phải quay lại kiểm tra. Khi bệnh nhân được hướng dẫn đầy đủ chính cái triệu chứng này và người ta có thể theo dõi chính triệu chứng này sẽ cho bệnh nhân xuất viện khi thỏa cái tiêu chuẩn phía trên. Và người ta lưu ý là cái gì? Khi các bạn cho bệnh nhân xuất viện thì cái thuốc giảm đau không nên sử dụng cái loại thuốc nào mà lớn hơn, mạnh hơn cái thằng acetaminophen, tức là paracetamol đó. Rồi lúc và không bao giờ nên kéo dài hơn 48 giờ. Thường nên đi khám bệnh nhân cấp cứu cho bệnh nhân xuất viện về cái nói bệnh nhân không cho thuốc. Có nhiều người nói là cái thằng nó tàn nhẫn, người ta đã chấn thương từ từ cho không cho tới giảm đau.
không đúng nha. Nếu mình xác định bệnh nhân đó có chấn thương sọ não mà theo dõi ở nhà, thì mình sẽ nhớ rằng là không nên cho những cái thuốc giảm đau nào mạnh hơn ba gram, hoặc thậm chí là không cho, càng tốt nếu cái ngưỡng đau bệnh nhân không nhiều để mình theo dõi. Và không nên kéo dài quá 48 giờ. Lý do là gì? Mình sẽ cho trong vòng 2 ngày thôi. Nếu mà sau 2 ngày người ta có đau bất thường là người ta phải đi kiểm tra, phải được đánh giá từ nhân viên y tế, chứ không phải là người ta sẽ tự uống cái trị thuốc đó hoài. Tại vì những loại thuốc giảm đau mình đôi khi rất là tốt, nó sẽ che lấp cái triệu chứng của tăng áp lực nội sọ nha. Rồi sẵn người ta sẽ nói luôn là gì? Không cho những cái thuốc như là aspirin hoặc là những cái kháng viêm khác mà thường mình gặp nhất là NSAID. Bác sĩ hay kê to, đặc biệt là các bác sĩ chấn thương khác ha, người ta hay kê những cái thuốc mà NSAID, ví dụ là Mobit rồi Ibuprofen rồi đó ha. Thì mình sẽ nhớ rằng trong quan niệm theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não, những cái thuốc đó nó sẽ làm gia tăng nguy cơ chảy máu và không nên sử dụng ở bệnh nhân đang theo dõi. Có thêm một cái vấn đề lâm sàng nữa, đó là bệnh nhân chấn thương vô, hay ở dân gian mình hay nói có một cái thuốc gọi là tan máu bầm. Nó lúc đầu thì cũng không biết là thuốc tan máu bầm là gì. Tới khi hỏi nhiều lần nữa thì người ta sử dụng cái alpha choy, nó tan máu bầm. Thì cái alpha choy cũng không nên sử dụng luôn. Đó cũng là thuốc kháng viêm dạng men, nó cũng làm ảnh hưởng tới quá trình tiêu sợi huyết, cho nên cũng không nên sử dụng luôn. Rồi, tức là sao? Quay đi quay lại thì bệnh nhân chấn thương sọ não mà cho xuất viện về nhà, ở góc độ thuốc giảm đau chỉ có một lựa chọn duy nhất là xài Paracetamol thôi, đừng cho gì nữa, thậm chí là học trò càng tốt để ta theo dõi, ta cần ta đi khám bác sĩ, ta sẽ theo dõi đánh giá từ từ ha. Còn những cái triệu chứng khác như là chóng mặt rồi gì đó thì mình có thể cho thuốc sử dụng điều trị triệu chứng. Rồi đó là cái chuyện mà theo dõi ở nhà mình sẽ sử dụng theo dõi như thế nào, theo hướng dẫn như thế nào. Còn khi mình sử dụng xử lý ở cấp cứu, khi mình không là một bác sĩ chuyên khoa mà mình xác nhận bệnh nhân có chấn thương sọ não vô trong cấp cứu, thì mình cần lưu ý cái gì? Đối với bệnh nhân chấn thương sọ não, những cái điều mình cần lưu ý đó là phải ổn định được huyết áp và nồng độ oxy trong máu. Thì người ta sẽ đưa ra rằng là mình cần phải theo dõi huyết áp và tránh cái tình trạng hạ huyết áp thấp hơn 90 mm thủy ngân. Nha. Khi mà cái huyết áp tâm thu thấp hơn 90 mm thì nó sẽ gia tăng nguy cơ thiếu máu não và gia tăng nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Cho nên đối với bệnh nhân chấn thương sọ não là phải ổn định huyết áp từ 90 mm thủy ngân trở lại. Riêng đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có hội chứng tăng áp lực nội sọ rõ ràng trên lâm sàng, tức là mình khám thấy bệnh nhân có bằng chứng hội chứng tăng áp lực nội sọ, là mình phải duy trì huyết áp bệnh nhân ở mức cao hơn nữa. Cao hơn ở mức độ nào thì nó chưa có con số cụ thể, chưa có hướng dẫn chính xác thống nhất, nhưng mà mình phải giữ mức cao có thể phải từ 130 mm thủy ngân trở lên. Tại vì quay lại cái công thức ban đầu vừa nói lúc đầu đó, áp lực tới máu não sẽ bằng huyết áp động mạch trung bình trên cái áp lực nội sọ. Cho nên nếu mình để cái huyết áp thấp thì cái áp lực tới máu não sẽ giảm. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta chấn thương sọ não, người ta có thể tăng huyết áp, có thể do đau, do bệnh lý nền. Thì khi đó mình sẽ cần phải hạ huyết áp khi bệnh nhân có tăng huyết áp nguy hiểm. Thì tăng huyết áp nguy hiểm thì thường nó từ 150-160 trở lên thì mình nên hạ. Và lưu ý rằng là khi mình hạ huyết áp ở bệnh nhân có chấn thương sọ não á, mình sẽ sử dụng những cái thuốc có tác dụng nhanh nhưng mà thời gian tác dụng nó ngắn, tức là nó thải ra ngoài cơ thể nhanh hơn. Và cái nhóm thuốc mà mình thường hay sử dụng nước đó là nifedipine. Có một giai đoạn có nhiều người ta thả bằng cách, có thói quen nó thả bằng cách là chích thuốc lợi tiểu nha. Chích lợi tiểu nó không có lợi cho việc chỉ sử dụng để hạ áp của bệnh nhân chấn thương sọ não, tại lý do là nó sẽ làm giảm thể tích tuần hoàn, nó làm tụ huyết áp ha, và nó có tác dụng kéo dài. Mà khi mà mình chích vô rồi mình phải đợi nó tác dụng, nó sẽ gây hạ huyết áp ở một số bệnh nhân, và nó gây hạ huyết áp thì nó gây thiếu oxy não, nó gây tổn thương nặng hơn, cho nên hạn chế cái việc sử dụng thuốc lợi tiểu. Còn sử dụng thuốc lợi tiểu, mình có thể sử dụng bệnh nhân chấn thương sọ não khi mình muốn gia tăng tác dụng của mannitol. Các bạn nhớ nha, mình muốn gia tăng tác dụng của mannitol, tức là mình sử dụng kèm với mannitol thì mình sử dụng lợi tiểu, hoặc lợi tiểu white furosemide đó. Nhưng mà để sử dụng cái đó mình cũng phải xác định được là bệnh nhân được bồi hoàn đủ thể tích tuần hoàn, không có tình trạng tụ huyết áp thì mình mới được sử dụng.
nha. Cho nên cái chuyện mà sử dụng thuốc trị liệu hay hạ áp là không nên ở bệnh nhân có chấn thương sọ não. Tiếp theo là gì? Mình sẽ tránh cái tình trạng người ta bị hạ oxy máu. Khi mình làm khí máu động mạch, nếu PaO2 dưới 60mm thủy ngân, nó là bất lợi đối với bệnh nhân chấn thương sọ não. Cho nên phải nâng cái ngưỡng đó lên. Hoặc là mình theo dõi trên lâm sàng mà bệnh nhân có SpO2 dưới 90% là phải nâng nó lên. Rồi, vậy thì khi nào mình sẽ phải cần đặt nội khí quản và tăng thông khí cho bệnh nhân? Đó là cái vấn đề mình phải xác định khi ban đầu đó. Thì những cái trường hợp bệnh nhân sẽ được chỉ định đặt nội khí quản khi mà có chấn thương sọ não ở những cái bệnh nhân mà có tình trạng tri giác giảm từ 7 điểm trở xuống. Cái dấu bằng này nè, cái dấu bằng này nó quan trọng, nó cũng gây ra cự độ nhiều lắm nè. Là ở hướng dẫn người ta ghi là từ 7 điểm trở xuống, cái bác sĩ lâm sàng ta nói bây giờ 8 điểm tôi không đặt nội khí quản thì đúng nha. Vậy bây giờ mình xác định nha, mình từ 7 điểm trở xuống là nội khí quản. Hoặc là một số bác sĩ trên lâm sàng đi cự người ta gì bây giờ 8 điểm rồi sao mày không đặt nội khí quản nha, nó cũng chưa đúng nha. Cho nên mình biết rằng là từ 7 điểm trở xuống thì ta chỉ định đặt nội khí quản. Thứ hai, nhưng mà cái chỉ định đặt nội khí quản không phải chỉ dựa vào cái giác, nó còn nhiều yếu tố khác đó. Hoặc là mình sẽ phải đặt cần tăng thông khí cho bệnh nhân, tăng thông khí cho bệnh nhân để đảm bảo cái nồng độ oxy máu không giảm thấp. Hoặc là cần hỗ trợ hô hấp trong một số trường hợp người ta bị dập phổi, người ta bị gì đó tổn thương thì phải tăng thông khí là phải đặt nội khí quản. Thấy không? Hoặc là người ta có chấn thương vùng xương hàm trên và xương mặt nặng, nó gây ra cái nguy cơ là bị tắc đường thở. Tức là mình sẽ phải đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở bệnh nhân, chứ không phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp. Nha. Cho nên trên lâm sàng hay có những người ta nói là bây giờ buổi sao bây giờ nó 12, 13 điểm có mê đâu mà đặt nội khí quản làm gì? Không, mình đặt nội khí quản ở những bệnh nhân đó là để bảo vệ đường thở bệnh nhân. Thì mở rộng ra, tất cả những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tắc đường thở là phải đặt nội khí quản. Ví dụ như béo nè, bệnh nhân mập nè, lưỡi to nè, có nguy cơ tụt lưỡi nè, giảm phản xạ ho sặc nè, ha, cũng nên đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở bệnh nhân. Thứ tư là đôi khi mình cần phải sử dụng những cái thuốc để đánh giá hoặc là để vận chuyển bệnh nhân, mà trong đó thường gặp nhất là những cái thuốc an thần đó, ha. Có những cái trường hợp mà mình xác định là bệnh nhân không thể nằm yên được, mình phải cố định bệnh nhân trên giường do lý do nguy hiểm, hoặc là phải đi chỉnh CT mình sẽ không hoạt tác được. Lúc đó mình phải chích những cái thuốc như midazolam rồi đó để cho bệnh nhân nằm yên. Thì mình sẽ phải đánh giá nguy cơ những cái bệnh nhân đó có thể bị siêu hấp. Cho nên mình đôi khi mình phải chủ động bảo vệ đường thở của bệnh nhân trước. Rồi, vấn đề thứ hai là mình sẽ sử dụng cái monitor. Những cái thuốc mà thông thường khác cần phải sử dụng cho bệnh nhân chấn thương thì bây giờ đương nhiên là phải xài rồi. Những cái thuốc mà đương nhiên phải xài thì luôn trên tình trạng bệnh nhân là gì? Giảm đau. Bệnh nhân bị chấn thương thì chắc chắn người ta đau là phải sử dụng giảm đau. Và lựa chọn giảm đau thì nó quy lại giống như cái bài, giống như vấn đề hồi nãy, là không nên sử dụng cái nhóm men xét. Mà giảm đau thường mình lựa chọn là paracetamol. Nếu người ta đau nặng hơn nữa, cần phải giảm đau nữa thì nên ưu tiên nhóm opioid chứ không phải chọn men xét. Thế mà khi sử dụng nhóm opioid, tức là tramadol rồi đó, thì các bạn sẽ phải xác định là người ta có nguy cơ một tác dụng phụ, nó gây nôn ói, nó có thể gây ảnh hưởng tới đường thở, hoặc là nó gây suy sụp hô hấp. Theo một số chỗ mình còn chích một pin nữa nha. Thì mình sẽ phải xác định là khi mình sử dụng thuốc giảm đau nên ưu tiên cái gì và cần cái gì. Đơn giản là tránh cái NSAID ra, tránh nó xa xa hơn chứ nha. Rồi, thứ hai là một bệnh nhân được xác định là có nguy cơ chảy máu thì sử dụng thuốc cầm máu. Rồi những cái bệnh nhân bị giảm thể tích tuần hoàn thì bù cái tích tuần hoàn dịch sử dụng dịch trì sử dụng máp. Rồi còn sử dụng maniton ở phần cấp cứu sẽ được chỉ định khi nào? Khi mình có bằng chứng của việc tăng áp lực nội sọ. Vậy thì bằng chứng của tăng áp lực nội sọ là gì? Trên lâm sàng mình khám thấy ra dấu hiệu của hội chứng tăng áp lực nội sọ. Thứ hai là bằng chứng của hiệu ứng khối. Bằng chứng hiệu ứng khối là gì? Cái này đang nói về lâm sàng nha. Hiệu ứng khối tức là người ta sẽ có cái dấu thần kinh cụ thể, hoặc là thường gặp nhất là cái liệt đó, liệt nửa người đó. Nếu người ta có bằng chứng của liệt nửa người
mình cũng nên sử dụng Manitor. Rồi, hoặc là người ta bị giảm chi giác đột ngột trong quá trình theo dõi trước khi mình có đi chụp CT kiểm tra, tức là người ta đang có tình trạng diễn biến thôi, thì mình cũng có thể phải sử dụng Manitor. Hoặc là thậm chí là nó kèm theo cái triệu chứng là giãn động tử, thì lúc đó là phải sử dụng Manitor. Tại vì mình biết tan chứng tuần não là gì, tan chứng tuần não là giãn chi giác, hôn mê đó, giãn động tử, liền nửa người. Nếu có một trong ba cái triệu chứng đó, tức là gợi ý của tuần não, là phải sử dụng Manitor. Sau khi mình chụp CT ra, mình xác định là bệnh nhân có một cái tổn thương mà gây tăng áp lực nội sọ, thì mình sẽ phải sử dụng Manitor. Nhưng mà lưu ý như thế này, về mặt lý luận nó chưa có ghi rõ, nhưng mà về mặt lý luận, một bệnh nhân đó khối máu tụ ngoài màng cứng, nó có thể gây tăng áp lực nội sọ, nhưng mà không nên sử dụng Manitor nha. Tại vì khi mình sử dụng Manitor trong cái khối máu tụ ngoài màng cứng, nó có một cái tỷ lệ làm gia tăng kích thước khối máu tụ, lý do là nó kéo cái Manitor vô chảy vô trong cái khối máu, làm tăng áp lực thẩm thấu trong khối máu, nó kéo vô trong đó, nó tăng cái tích tuần hoàn lên, làm tăng áp lực máu chảy vô trong cái khối máu nha. Cho nên khi một bệnh nhân đã được chụp CT và có tổn thương gây tăng áp lực nội sọ, biểu hiện trên CT là phù não, đấy là chèn nhét gì đó, thì mình sẽ sử dụng Manitor, nhưng mà nên tránh cái máu tụ ngoài màng cứng. Hoặc là sau khi mà mình chụp CT cho cái tổn thương đó là có chỉ định phẫu thuật, để mình hạn chế cái tổn thương não thứ phát, mình có thể sử dụng Manitor trong lúc mình chuyển lên phòng mổ ha. Hoặc là cái cuối cùng là người ta chỉ định Manitor để cứu vớt, nhưng mà kiểu là bây giờ bệnh nhân hôn mê rồi, hôn mê sâu rồi, mất các phản xạ thoát não rồi, thì người ta xác định là có khả năng bệnh nhân chết não rồi, thì mình sẽ sử dụng Manitor để xem nó có cải thiện hay không. Nếu nó có cải thiện thì mình sẽ có thể tiếp tục hồi sức để tìm lại cái phản xạ thân não. Nếu sau khi sử dụng Manitor mà người ta có lại phản xạ thân não thì có thể mình sẽ tiếp tục hồi sức được cho bệnh nhân. Rồi, đương nhiên là xài cái gì nó cũng phải có chống chỉ định nha. Thì cái chống chỉ định của Manitor là khi bệnh nhân còn bị giảm thể tích tuần hoàn. Tại vì mình biết là Manitor cơ chế tác dụng của nó là lợi tiểu, tức là giảm thể tích tuần hoàn. Mà giờ một bệnh nhân đang giảm thể tích tuần hoàn, nó hoài mà không lên được cái truyền Manitor vô, thì lúc đó bệnh nhân đi luôn nha. Cho nên mình phải biết là khi mình sử dụng Manitor phải xác định là bệnh nhân được bò hoàn đủ thể tích tuần hoàn, không có biểu hiện của giảm thể tích tuần hoàn, thì mình mới sử dụng Manitor. Thì cái đánh giá thể tích tuần hoàn có nhiều cách lắm. Còn biết bây giờ hay dễ nhất là mình siêu âm tĩnh mạch ở bụng nha. Rồi, bệnh nhân có tình trạng bị hạ huyết áp hoặc là giảm thể tích là nói rõ hơn ở trên là không nên sử dụng Manitor. Hoặc là bệnh nhân liên quan tới những cái tình trạng mà nó gây bất thường về cái đông cầm máu, trong sử dụng Manitor cái này nó phức tạp hơn, các bạn không cần biết, nhưng mà nó sẽ liên quan tới cái chuyện là khi sử dụng Manitor mà trong cái tình trạng bệnh nhân có nguy cơ của chuyện giảm thể tích tuần hoàn, thì mình phải đánh giá hoặc là tăng áp lực thẩm thấu máu. Tại vì mình biết rằng Manitor nó làm tăng áp lực thẩm thấu máu nha. Cho nên những cái trường hợp mà bệnh nhân đang tăng áp lực thẩm thấu máu thì mình phải lưu ý khi mình sử dụng Manitor, mình phải truyền thêm dịch để giảm áp lực thẩm thấu máu, và khi sử dụng Manitor là phải kiểm tra áp lực thẩm thấu máu. Về cái liều bolus thì mình biết rằng là từ 0.5 đến 1 gram trên kg, và truyền trong vòng dưới 20 phút, tức là mình truyền nhanh trong vòng dưới 20 phút, thì cái thể tích trung bình ở người trưởng thành là khoảng 350 ml của cái dung dịch Manitor mình vừa đang sử dụng. Cái này là cái ngưỡng của người nước ngoài, ở người Việt Nam mình thì thấp hơn chút, nhưng mà khi mình đã quyết định sử dụng liều bolus thì mình nên sử dụng đúng. Và về mặt nguyên tắc á, là mình không có ghi là chai như thế nào, mà mình ghi cái thể tích mình sẽ sử dụng. Mình có rõ là mình đã sử dụng liều thì phải đúng liều. Nhưng mà trên lâm sàng các bạn thấy là một chai hoặc một phần hai chai gì đó, thì nói thẳng ra có nhiều trường hợp là sử dụng không đủ liều. Cho nên mình lưu ý là khi mình sử dụng thì mình phải xác định là mình muốn sử dụng bao nhiêu. Khi mình học, mình làm nó phải là vậy. Rồi, cái nhóm thuốc thứ hai mà mình muốn quan tâm đó là thuốc chống động kinh.
Thì đối với thuốc chống động kinh thì mình thường sử dụng cái những cái thằng phenytoin hoặc là carbamazepin hoặc là valproate như là gabapentin đó. Cái nhóm phenobarbital thì thường nó là ưu thế ở trẻ em, ưu thế là sử dụng ở trẻ em. Thì những cái thuốc này nó sẽ được sử dụng ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ xuất hiện co giật trong khi chấn thương. Nhưng mà nó cũng sẽ thầm theo một câu là gì? Thường là nó chỉ hạn chế được cái nguy cơ bị co giật trong vòng 7 ngày sau khi chấn thương. Và nó không thay đổi cái nguy cơ của chuyển động kinh mụn sau khi chấn thương. Tức là bạn sử dụng những cái thuốc này chỉ để dự phòng cơn co giật xuất hiện trong vòng 7 ngày sau khi chấn thương. Sau đó về nhà bệnh nhân có thể xuất hiện những cơn co giật khác, lúc đó mình sẽ điều trị. Chứ việc sử dụng thuốc sớm nó không làm giảm nguy cơ của chuyện đó nghe. Rồi. Vậy thì những cái trường hợp nào mình xác định là bệnh nhân có nguy cơ bị co giật sau khi chấn thương? Đầu tiên là người ta có những cái loại máu tụ cấp, ví dụ như là dưới màng cứng, ngoài màng cứng, trong não cấp là sẽ có nguy cơ co giật sau khi chấn thương. Bệnh nhân có lõm sọ hở mà có giật não, những cái lõm sọ hở mà có giật não ngay dưới vị trí lõm sọ đó là sẽ có nguy cơ bị co giật. Bệnh nhân có co giật, đã có cơn co giật trong vòng 24 giờ sau khi chấn thương là phải sử dụng thuốc dự phòng. Rồi bệnh nhân nhập viện với tình trạng có điểm nát gô dưới 10 điểm cũng nên sử dụng thuốc dự phòng co giật. Có thể vết thương sọ não là sử dụng thuốc dự phòng co giật. Hoặc là có nghiện rượu, những bệnh nhân có nghiện rượu là những bệnh nhân có cái nhạy cảm rất cao với cái tổn thương não gây co giật, cho nên mình sẽ phải sử dụng thuốc dự phòng co giật. Trên CT mình xác định được là có giật vỏ não. Có giật vỏ não là sử dụng thuốc dự phòng co giật. Thì tính ra là gần như là tất cả các trường hợp. Chỉ có những cái nhỏ nhỏ như xuất huyết dây nạn hoặc là xuất huyết não thấp rồi đó là mình chưa có sử dụng thuốc dự phòng co giật. Rồi, sau khi mình xác định được nguy cơ, bệnh nhân mình chỉ định chụp CT thì lúc đó các bạn sẽ phải đọc CT và mình xử lý từ khi CT. Vậy thì các sợ tổn thương mà thường gặp trên CT đối với yêu cầu các bạn mình sẽ đọc được gì? Mình đọc được vỏ sọ, đúng sọ, bí nhẹ hoặc sọ, năm cái loại máu tụ. Máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, dập não, máu tụ trong não, xuất huyết dưới nền, xuất huyết trong não thấp. Rồi những cái tổn thương thứ phát khác, ví dụ như giãn não thấp hoặc là phù não là những cái thứ mà mình sẽ đọc được. Thì đối với các bạn thì nhấn mạnh với các bạn là 6 cái tổn thương phía trên này, tức là phải phát hiện được vỏ sọ và đọc được 5 loại máu tụ. Vậy thì từng loại máu tụ mình sẽ phải đọc cái gì? Hình ảnh vỏ xương sẽ đọc cái gì? Thì hình ảnh vỏ xương sọ nó là một cái đường giảm đậm độ, tức là một cái đường màu đen. Nó phải đi qua hai cái vỏ xương, gồm cái vỏ xương đặt ở phía ngoài, vỏ xương đặt ở phía trong. Thì mình sẽ xác định nó là một cái đường vỡ xương sọ. Và khi nó là mình muốn xác định một cái đường vỡ xương sọ, sau khi mình xác định được bằng chứng của đi qua hai vỏ xương, mình sẽ phải phân biệt với cái đường khớp sọ. Đường khớp sọ thì nó là những cái vị trí mà tiếp giáp giữa các xương, thì cái đó mình phải học về mặt giải phẫu, coi nó nằm ở vị trí chỗ nào. Thường là nó cái vị trí phía trước là xương trán, phía sau là xương đỉnh. Khi nó đi tới cái đường khớp sọ, nó sẽ thắt lại chỗ này, nó cũng sẽ có một cái đường màu đen nằm ở chỗ này. Thì đó là cái đường khớp sọ. Nếu mà cái tổn thương nó nằm ngay cái chỗ đó mà mình nghĩ là à, cái đó là đường khớp sọ chứ không phải là đường vỏ sọ, thì mình có thể phân biệt ha. Thì một cái gợi ý này cho các bạn là gì? Muốn vỏ xương sọ thì người ta phải bị đập vô chỗ đó. Đâu tự nhiên mà người ta đập ở cái vùng cẩm phía sau mà đứt sọ phía chén. Em đứt sọ phần vòm xương phía chén là chuyện nó cũng hơi không phù hợp lắm. Tức là khi mình khám lâm sàng mình sẽ biết rằng là bệnh nhân bị chấn thương trực tiếp tại chỗ nào, kiểm tra trên CT xem có bằng chứng vỏ sọ hay không. Cái thứ hai là mình phải đọc được những cái dấu hiệu của vỏ sàn sọ. Những cái dấu hiệu vỏ sàn sọ thì nó có thể có biểu hiện là nhìn thấy được một cái đường nứt sọ. Ở chỗ này là cái đường nứt sọ này mà nó nằm ngay cái điểm của cái màn hình cho nên mình không nhìn thấy rõ. Thì nó tương tự như cái đường vỏ sọ đó, nó sẽ đi qua cái xương sọ. Hay là cái dấu hiệu mình dễ phát hiện hơn đó là tụ dịch trong các xoang hơi. Mà những cái xoang hơi thường liên quan đến vùng sàn sọ là cái xoang sàn nè, xoang bướm nè và sao bào của xương đáy. Nếu nó có hình ảnh tụ dịch trong xoang hơi, tức là cái chỗ màu đen này nó thành cái màu xám xám rồi đó, đó là tụ dịch trong xoang hơi, là dấu hiệu của vỡ sàn sọ. Rồi cái loại máu tụ đầu tiên mình phải đọc đó là máu tụ ngoài màng cứng. Cái đầu tiên mình xác định một máu tụ là nó có cái đậm độ của máu tụ. Đậm độ của máu tụ là một cái tình trạng tăng đậm độ mà cái
cái màu của nó sẽ trắng hơn cái mô não nhưng mà thấp hơn cái mô xương. Đây đó là nồng độ của máu tụ. Đối với máu tụ ngoài màng cứng mà mình sẽ phải xác định nó dựa vào hình dạng thì nó sẽ có những đặc điểm để xác định máu tụ ngoài màng cứng, đó là nó là một cái tổn thương nằm ngoài trục, tức là không có nằm trong mô não, mà có hình dạng là thấu kính lồi hai mặt. Một cái mặt ở phía trong là cái phần màng cứng, ở một phía ngoài là bản trong xương sọ, đó là những thấu kính lồi hai mặt. Và khi mình xác định được bệnh nhân có máu tụ ngoài màng cứng, mình sẽ phải có cái yêu cầu đọc của nó để giải quyết cái chỉ định mổ đó. Cái yêu cầu đọc CT của cái loại máu tụ là nó giải quyết cái chỉ định mổ đó. Thì yêu cầu đọc của nó mình sẽ đọc cái gì? Vị trí của máu tụ ngoài màng cứng. Máu tụ ngoài màng cứng nó có nguồn chảy thường đến từ nước xương và động mạch màng não. Thấy không? Cho nên khi mình đọc cái máu tụ ngoài màng cứng á, mình sẽ đọc cái vị trí nó theo cái xương liên quan tới nó. Ví dụ nó liên quan, nó nằm sát cái chỗ đó là xương trán thì nó là máu tụ ngoài màng cứng trán. Nếu mà lan lên trên đỉnh nữa thì máu tụ ngoài màng cứng đỉnh. Lan qua phía thái dương thì là máu tụ ngoài màng cứng thái dương. Đặc điểm của máu tụ ngoài màng cứng là gì? Về đặc điểm hình ảnh học nó sẽ là thấu kính lồi, nằm ngay cái vị trí chấn thương thường liên quan tới vỡ xương. Em, nó không thể đi qua được các đường khớp sọ, nó bị giới hạn bởi đường khớp sọ. Ví dụ dưới đây nó có một cái đường khớp sọ là giữa xương trán với xương thái dương thì nó bị giới hạn lại. Nhưng mà nó qua được các nếp gấp màng não, tức là qua được đường giữa và qua được liều tiểu não, là cái đặc điểm mà mình có thể xác định đó là máu tụ ngoài màng cứng. Nhưng mà thường nhất là do dựa vào cái hình dạng của nó và cái vị trí chấn thương của nó. Em, sau khi mình đọc vị trí xong thì mình sẽ phải đọc thể tích. Thì thể tích ai cũng biết công thức A, B, C, G, 2 rồi. Thì đối với máu tụ ngoài màng cứng mình sẽ đo cái kích thước như thế nào. Đó, ở đây ta có ví dụ với mình ha, là mình sẽ đo một cái được chiều rộng nhất của khối máu tụ từ vị trí bản trong xương sọ tới giới hạn phía trong của khối máu tụ, và một cái đường thẳng đi qua cái chiều dài nhất từ trước tới sau của khối máu tụ vuông góc với cái đường đầu tiên, là mình sẽ lấy được hai kích thước. Cái kích thước thứ ba là mình sẽ đếm số lát cắt, và tùy theo khoảng cách giữa các lát cắt, ví dụ như khoảng cách giữa các lát cắt là 1 cm thì mình đếm được bao nhiêu lát cắt mình áp dụng lên trên đó. Còn nếu số lát cắt khoảng cách giữa các lát cắt là 5 mm, thường giờ lát cắt 5 mm đó, là mình phải chia hai số lát cắt ra, mình áp dụng được công thức A nhân B nhân C chia 2 ra thể tích của khối máu tụ. Một hồi nữa các bạn sẽ được nhìn thấy rõ hơn về cái chuyện tại sao mình tính cái thể tích khối máu tụ theo cái công thức này. Cái yêu cầu thứ ba của cái máu tụ ngoài màng cứng là mình sẽ đọc cái bề dày của nó, là lấy khoảng cách này là cái bề dày. Yêu cầu thứ tư là mình sẽ đọc các biểu hiện chèn ép. Thì hai cái biểu hiện chèn ép thường đánh giá nhất là đẩy lệch đường giữa và chèn ép bể quanh thân não hay bể não củ não sinh tư đó. Thì đây là phần củ não sinh tư, cái bể dịch não bỉ đi xung quanh cái này là bể quanh củ não sinh tư. Trong những cái trường hợp mà người ta bị tổn thương thối nội sọ hoặc là đi phù não lan tỏa, nó sẽ xóa mất cái bể dịch đó, mình gọi là xóa bể quanh thân não hoặc là xóa quanh bể quanh củ não sinh tư. Đó là một cái dấu hiệu của chèn ép não. Mà cái dấu hiệu xóa bể quanh củ não sinh tư nó có thể liên quan tới cái nguy cơ thoát vị qua liều tiểu não. Cho nên đó là một cái dấu hiệu nào. Cái loại máu tụ thứ hai mình sẽ đọc đó là cái máu tụ dưới màng cứng. Thì đặc điểm của máu tụ dưới màng cứng là gì? Nó là tổn thương máu tụ nằm ngoài trục hình liềm, đi qua được cái đường khớp sọ nhưng mà không qua được cái nếp gấp màng não, đó là không qua được đường giữa. Thì khi mình đọc được cái máu tụ dưới màng cứng, mình phải đọc cái gì? Nó có ba yêu cầu đọc thôi. Một là vị trí. Thường là mình đọc máu tụ dưới màng cứng bán cầu, cho nên các bạn sẽ đọc là máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên nào. Thế còn những cái máu tụ dưới màng cứng ở liều não, máu tụ dưới màng cứng ở liều tiểu não gì đó thì không có yêu cầu đấy các bạn. Thế còn mình đọc được máu tụ dưới màng cứng bán cầu là bán cầu bên nào. Khi mình đọc được máu tụ dưới màng cứng, mình đọc vị trí xong mình sẽ đọc bề dày của máu tụ. Bề dày thì mình chọn cái lát cắt có máu tụ dày nhất, mình đo từ bản trong xương sọ tới giới hạn phía trong của máu tụ là bề dày. Biểu hiện chèn ép mình đọc đẩy lên đường giữa, chèn ép bể quanh của não sinh tư, vậy thôi. Cái nào cũng vậy hết, máu tụ nào mình cũng phải đọc hết. Vậy thì khi mình muốn tính cái độ lên đường giữa thì mình sẽ có cách làm tính. Thông thường là có 3 cách tính. Cái mình hay áp dụng nhất trên lâm sàng là mình chọn cái vị trí mà cái đường giữa của bệnh nhân bị lệch nhiều nhất, sau đó mình kẻ một cái đường thẳng đi từ cái giới hạn là màu gà phía trước của xương trán tới cái phần trung tâm phía sau của xương cảnh. Nghe thường là nó rất có cái tam giác của cái liền não ở chỗ này nè. Nghe mình sẽ nói cái đường thẳng này lại, nó gọi là đường giữa quy ước.
Sau đó mình sẽ xác định cái cấu trúc nằm trên đường giữa của bệnh nhân. Ví dụ trong trường hợp này là cái hít chân sút. Và mình đo khoảng cách từ cái đường giữa vi ước tới cái vị trí của hít chân sút, nó sẽ có cái độ lệch của đường giữa. Nó có nhiều số cấu trúc nằm trên đường giữa mà thường dùng, ví dụ như là hít chân sút khoảng giữa của hai đầu thị hoặc là liền não. Nhưng mà thường nó sẽ đẩy cái cấu trúc ở trung tâm, cho nên mình hay áp dụng cái vách trong suốt nha. Mình sẽ đo khoảng cách, và khi cái đường cái vách trong suốt nó lệch như thế này nè, thì các bạn sẽ phải đo tới cái khoảng cách mà lệch nhất của cái vách trong suốt. Đó là cách tính độ lệch đường giữa thường xài nhất. Cái cách thứ hai là người ta sẽ đo khoảng cách từ cái vị trí lệch nhiều nhất của cái cấu trúc nằm trên đường giữa tới cái bảng xương sọ gần nhất với nó. Sau đó người ta đo khoảng cách nằm trên cái đường thẳng đó, khoảng cách giữa hai cái bảng trong xương sọ. Sau đó người ta lấy cái kích thước A này, người ta chia cho hai, người ta trừ cho B là ra cái độ lệch đường giữa. Thấy không? Thì cái đó nó sẽ gói hơn, thậm chí là mình phải xác định vị trí là nó nằm ở vách chân sút hay nó nằm ở lỗ hông rô. Thấy không? Cho nên các bạn không cần biết gì đâu, các bạn chỉ cần biết cái cách tính thứ ba là thôi. Thấy không? Rồi về máu tụ dưới màng cứng thì nó cũng có phân giai đoạn đó. Mình có giai đoạn cấp nè, bán cấp nè, bán tính nè. Thì cấp nó sẽ từ ngày thứ nhất tới ngày thứ ba, hết trên tầm độ đến CT là sát tầm độ. Rồi máu tụ bán cấp từ ngày thứ tư cho tới 2 hoặc 3 tuần thì nó sẽ đồng tầm độ với nhu mô não. Rồi máu tụ mãn tính thì từ 3 tuần trở lên hoặc là dưới 3 tới 4 tháng thì nó sẽ giảm tầm độ. Hoặc là giai đoạn cấp giai đoạn 1 tới 2 tháng thì một số trường hợp nó có thể tăng tầm độ hơn dịch não tủy. Thì cái đó là một cái chuyện mà mình đánh giá. Rồi cái loại máu tụ thứ ba là mình đánh giá dập não và máu tụ trong não. Thì đối với dập não, nó là một cái tổn thương nằm trong trục, và hình ảnh tổn thương của nó là tổn thương dạng muối tiêu, tức là sao? Tức là nó có cái đường phù và đường chảy máu nằm ở đây, là cái những chất cán này là muối, cái đường phù là tiêu đó. Thì đó là cái dập não. Khi mình đọc dập não thì mình sẽ đọc cái vị trí của nó là liên quan tới phiền não nào, dập những cái phiền não nào. Thứ hai là mình sẽ tính cái thể tích của khối máu tụ trong não. Tính khối máu tụ trong não tức là cái màu trắng này, những cái chỗ chảy máu này nó hình thành một cái khối lớn gọi là khối máu tụ trong não. Mà ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn, cái này là cái hình em ra nha, chứ không phải hình CT. Nhưng mà mình ví dụ như nó có một cái tổn thương khối máu tụ trong não như thế này, thì mình sẽ tính thể tích của nó như thế nào. Thì mình cũng sẽ đo cái kích thước rộng nhất, dài nhất của khối máu tụ và chiều cao của máu tụ, thường là dựa vào số lát cắt. Thì trong không gian nó ra một cái hình như thế này. Và từ cái công thức tính hệ tích của cái hình elip á, thì mình sẽ suy ra được cái công thức nó là 1 phần A nhân với C. Thì mình áp dụng cái công thức đó, mình tính ra khối máu tụ. Cái loại tổn thương thứ tư đó là máu tụ trong não thất. Thì máu tụ trong não thất các bạn xác định được là nó nằm một khối máu tụ nằm trong máu tụ nằm trong não thất là được rồi nha. Còn cái chuyện mình xác định có dạng não thất hay không thì nó có chỉ số để đánh giá máu tụ trong não thất, đánh giá dạng não thất. Thì đối với mình thì chưa còn yêu cầu đó, các bạn chỉ cần xác định được là có máu tụ trong não thất là được. Cái loại máu tụ thứ năm đó là xuất huyết dưới nhện. Thì khi bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện tức là người ta có một cái tổn thương nằm máu tụ chảy trong các rãnh não xuất hiện sau khi chấn thương. Đây là máu tụ chấn thương á, máu tụ dưới xuất huyết dưới nhện do chấn thương á, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tăng tín hiệu ở trong tăng nồng độ ở trong các rãnh não, thì mình xác định là có xuất huyết dưới nhện. Khi bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện, người ta sẽ có nguy cơ của chuyện phù não, người ta sẽ có nguy cơ của chuyện co thắt mạch não, đặc biệt là trong những xuất huyết dưới nhện nhiều ở cái giai đoạn thứ ba liên quan tới động mạch, thì các bạn cũng biết qua thôi chứ cũng chưa cần phải đánh giá chính xác gì đó. Quan trọng là mình xác định coi bệnh nhân có phù não hay không. Thì phù não là như thế nào? Đây là một cái xuất huyết dưới nhện chưa có phù não, tức là nó chỉ có một cái tăng đậm độ ở trong rãnh não thôi, những cái mô não xung quanh có đậm độ gần như bình thường. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân có phù não, mình sẽ thấy là người ta sẽ có giảm đậm độ lan tỏ ở vùng nhu mô não, tức là nó bị đen hơn nha. Thì đó là một cái tình trạng phù não, hoặc là nó thể hiện phù não qua chuyện là nó chèn ép những cái cấu trúc liên quan, ví dụ như đây là chèn ép não thất bên hoặc là đẩy lên từ giữa là có phù não. Rồi về mặt chỉ định mổ, sau khi mình xác định được cái máu tụ, mình sẽ quyết định xem bệnh nhân nó có mổ hay không mổ. Khi bệnh nhân có chỉ định mổ thì mình sẽ mổ. Thì trong giáo trình của các bạn có cái chỉ định mổ, các bạn có thể học trong đó. Nhưng mà để mình hiểu rõ hơn thì cái hướng dẫn của người ta
sẽ như thế nào. Đối với những cái trường hợp mà người ta có máu tụ hoàn miệng cứng á, khi mình tính ra cái thể tích mà trên 30cm khối á, thì nên được phẫu thuật lấy máu tụ, bất kể là người ta có lách vô bao nhiêu điểm, người ta tính vẫn phải mổ. Lý do là người ta thống kê thấy là cái những cái bệnh nhân đó sẽ có nguy cơ diễn tiến cao hơn, mà khi tổn thương não mà diễn biến á, thì nó sẽ liên quan tới di chứng, cho nên những trường hợp này ta khuyên mình được mổ. Những cái trường hợp mà mình sẽ có thể điều trị không mổ bằng cách chụp CT theo dõi nhiều lần là những cái bệnh nhân mà có thể tích dưới 30cm khối là đương nhiên rồi. Câu này nó có nghĩa là những bệnh nhân mà máu tụ hoàn miệng cứng mà không mổ mình sẽ chụp CT nhiều lần. Thậm chí là một số người ta có hướng dẫn là bệnh nhân chấn thương nhập viện có máu tụ hoàn miệng cứng trong vòng 6 giờ sẽ chụp CT mỗi 2 giờ hoặc là chụp CT sau đó dễ nhẹ nhàng cho gần đất để người ta xác định cái máu tụ nó tăng lên như thế nào. Nhưng mà về điều kiện thực tế của mình thì không thể làm chuyện đó nha. Cho nên cái việc mà máu tụ hoàn miệng cứng điều trị theo dõi nội khoa là mình sẽ phải theo dõi sát lâm sàng, và khi có dấu hiệu gợi ý mình sẽ phải chụp CT kiểm tra, và mình sẽ phải xác định rằng là máu tụ hoàn miệng cứng là một cái tổn thương có nguy cơ chảy máu tiết diễn cao nhất trong các loại máu tụ và cảm giác với những bệnh nhân đó. Rồi, hoặc là những cái trường hợp mà cái khối máu tụ nó có cái bề dày từ 1.5cm trở xuống thì mình sẽ điều trị nội khoa bằng cách theo dõi, hoặc là có đường giữa là từ dưới 5mm thì cái này đương nhiên nó chưa có là đường giữa nhiều, mình chưa có mổ, hoặc là có lách vô từ 8 điểm trở lên và không có dấu hiệu thần kinh gì hết. Hay là khi nó không thỏa tiêu chuẩn mổ thì những cái trường hợp này sẽ được theo dõi để tránh trường hợp là gì. Có nhiều trường hợp mình thấy có máu tụ có ngoài hình cứng có chút xíu à, mà bệnh nhân bị rối loạn chi giác. Người ta bị rối loạn chi giác, ví dụ như lách vô người ta khoảng 10 điểm, 12 điểm mà chỉ thấy được có cái, mình chỉ thấy được cái tổn thương là máu tụ quanh hàm cứng. Xong rồi nhiều người người ta nghĩ rằng là phải mổ mới có máu tụ quanh hàm cứng đó, không nghe. Tại vì cái trong chấn thương sọ não người ta có máu tụ quanh hàm cứng, mình nhìn thấy được, nhưng mà người ta cũng có thể có cái tổn thương sợi trục kèm theo. Tổn thương sợi trục là một cái tổn thương não đang bỏ và mình không thể nhìn thấy được trên CT nghe. Cho nên nhiều khi bệnh nhân có máu tụ ngoài màng cứng ít chưa có gì định mổ mà người ta lại có tụ rối loạn chi giác, mình kiểm tra các nguyên nhân khác mà mình không thấy được cái nguyên nhân nội khoa thì để nó tình trạng rối loạn chi giác đó, mình sẽ phải ngồi xuống là coi tôi có cái mổ cái cục máu tụ đó không, thì người ta cho mình luôn là nếu lách vô từ 8 điểm trở lên không thỏ điều chỉnh mổ của máu tụ ngoài màng cứng là không mổ nha. Thì cái này nó hơi sâu rồi, thì đối với các bạn chỉ cần biết là cái thể tích trên 30cm thôi sẽ chỉ định mổ bất kể lách vô. Còn những cái chỉ định thêm trong sách của mình là các thầy làm rộng ra thêm thì mình cũng có thể chỉ định theo cái đó nha. Rồi, cái chỉ định mổ của máu tụ dưới màng cứng thì là cái gì? Đối với một cái máu tụ dưới màng cứng cấp thì bệnh nhân sẽ có chỉ định mổ khi mà cái bề dày của nó lớn hơn 1cm hoặc là đường giữa của bệnh nhân là trên 5mm nhìn thấy được trên CT thì mình sẽ mổ bất kể tình trạng lách vô của bệnh nhân. Tức là sao? Máu tụ dưới màng cứng mà đo cái bề dày lớn hơn 1cm là chỉ định mổ. Bởi máu tụ dưới màng cứng có bề dày không tới 1cm mà đường giữa là trên 5mm có thể là cho phù não thì mình vẫn phải mổ. Nè, cái đó là cái chuyện hướng dẫn bất kể tình trạng lách vô luôn đó, thậm chí người ta 15 điểm cũng phải mổ luôn đó. Nè, cái đó là cái hướng dẫn guideline. Nhưng mà các bạn sẽ thấy trên lâm sàng người ta sẽ phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố. Đôi khi các bạn đi khám cho lâm sàng các bạn sẽ thấy có những cái bệnh nhân mà có máu tụ dưới màng cứng một ít phù não hơi nhiều là từ giữa khoảng 1cm luôn đó, người ta vẫn điều trị nội khoa, thì đôi khi đó là quyết định lâm sàng, tại vì cái hướng dẫn của mình á thường là chỉ có lấy phụ ba thôi, hay tức là làm cái chuyện đó nó có lợi nhưng mà không phải là việc đó, cho nên nó quyết định phẫu thuật nó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng theo dõi, khả năng đánh giá của bác sĩ nữa. Nhưng mà mình không phải bác sĩ chuyên khoa thì mình không làm gì đó. Mình chỉ cần thấy là máu tụ dày trên 1cm mà hoặc là có phù não, máu tụ dưới màng cứng chưa dày trên 1cm mà có phù não trên đấy là đường giữa trên 5mm là có chỉ định mổ vậy thôi nha. Khi đi thi hoặc khi làm việc, khi đánh giá bệnh nhân sau này đó là mình cứ quay à đó là có chỉ định mổ rồi, chỗ này tôi mổ không được, tôi phải chuyển bệnh nhân đi rồi chuyển lên bên kia, bác sĩ ngoài tư vấn đánh giá lại con có khả năng theo dõi được hay không, thì cái đó là quyết định của ông. Nhưng mà về mặt nguyên tắc là bệnh nhân đó phải mổ. Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái bề dày của máu tụ dưới 1cm đường giữa là dưới 5mm, nghe nó gồm hai cái yếu tố này là
là 10 giây dưới 1 cm và đường giữa là dưới 5 mm sẽ được theo dõi nha. Sẽ được phẫu thuật khi bệnh nhân trong quá trình theo dõi có hai điểm nát đô tụt từ 2 điểm trở lên. Tức cái câu này ta mở đường cho mình là trong quá trình theo dõi mà bệnh nhân nó xác định trước đó là máu tụ dưới 1 cm, đường giữa là dưới 5 mm, nhưng mà theo dõi thấy tụt nát đô từ 2 điểm là có thể em đi mổ, không cần phải đi chụp CT, không cần phải làm vòng vòng gì đó, nhưng mà là do cái điều kiện y tế, xin lỗi, điều kiện y tế thực tế của mình là mình sẽ phải chụp CT kiểm tra. Thì đôi khi cái chuyện mà chụp CT kiểm tra về mặt nguyên tắc điều trị bệnh lý não đó là không kéo dài thời gian tổn thương não bệnh nhân là không nên. Nhưng mà bây giờ mình không chụp CT lại, mình cái sau này có vấn đề gì ta sẽ quy ra, ta nói là ủa gì tại sao mổ nha. Cho nên các bạn biết rằng là khi lát vô là của bệnh nhân mà là giảm từ 2 điểm trở lên ta sẽ chụp CT kiểm tra, nếu có tổn thương ấy ta sẽ đem đi mổ. Còn về mặt nguyên tắc người ta có thể mổ tại cái thời điểm mà ta thuộc đến vô 2 điểm, không cần phải kiểm tra lại. Và nghe chỗ này là và hoặc là hạt, tức là lát vô bệnh nhân giảm từ 2 điểm trở lên và hoặc là hạt. Bệnh nhân bị giãn hồng tử hoặc là bất thường về mặt hồng tử, tức là giãn hồng tử hoặc là hồng tử mất phần sáng sáng hay gọi là cố định đó, thì cũng sẽ phải mổ. Hoặc là những cái bệnh nhân được theo dõi áp lực nội sọ mà gáp lực nội sọ của bệnh nhân trên 20 mm thì ngưng, thì mình sẽ phải có chỉ định mổ đối với bệnh nhân có máu tụ dưới hình cứng. Thì cái này nó hơi sâu, các bạn chưa có quen cái khái niệm là theo dõi áp lực nội sọ, cho nên mình sẽ không có bàn chuyện này khi mình đi thi. Rồi những cái bệnh nhân mà có máu tụ dưới hình cứng sẽ được theo dõi áp lực nội sọ khi mà cái lát đô của người ta từ 9 điểm trở xuống. Đó, đường nội sọ là tình trạng mình đưa cái cảm biến vô trong đầu của bệnh nhân nằm ở não ngoài màng cứng ở trong dịch não tủy để mình theo dõi cái sóng của áp lực nội sọ. Hay thì cái đó là cái phục vụ can thiệp. Rồi đối với cái mồ gặp não thì máu tụ trong não mình sẽ mổ khi nào? Mình sẽ có chỉ định mổ của đa phần cái chỉ định mổ của gặp não đó, nó sẽ phụ thuộc vào khối máu tụ trong não và cái tổn thương trẻ. Vậy thì mình sẽ chỉ định mổ ở từng bệnh nhân mà có máu tụ trong não khi mà người ta có dấu thần kinh tiến triển hoặc là biểu hiện của tổn thương thần kinh tiến triển, ví dụ như là tình trạng di giác giảm dần, điểm giảm dần theo thời gian, có dấu thần kinh nặng dần, hoặc là có bà có hiệu chứng khói, tức là hiệu biểu hiện chèn ép trên CT, thường là đánh giá qua đẩy lên đường giữa và chèn ép biểu quanh thân não thì sẽ mổ. Còn nếu nói về thể tích á, thì cái khối máu tụ trong não mà có thể tích trên 50 cm khối là có chỉ định mổ. Tính là thể tích trên 50 cm khối là có chỉ định mổ. Nhưng nó có một cái trường hợp đặc biệt là đối với khối máu tụ trong não nằm ở thùy chán và thùy thái dương thì người ta có một cái chỉ định mổ khi bệnh nhân có nát vô từ 6 đến 8 điểm và thể tích mình tính ra được là trên 20 cm khối kèm theo đường giữa là từ 5 mm trở lên hoặc là có chèn ép biểu quanh thân não. Nói cụ thể là máu tụ trong não do dập não ở chán và thái dương, thùy chán và thái dương, bệnh nhân có nát vô từ 6 đến 8 điểm, thể tích từ 20 cm khối trở lên kèm theo tỷ lệ từ giữa trên 5 mm hoặc là chèn ép biểu quanh thân não sẽ mổ. Nếu bệnh nhân thiếu bất cứ cái triệu chứng nào mà và đó là không có mổ, sẽ tiếp tục theo dõi ha. Rồi cái đó là điều trị phẫu thuật. Khi người ta đã có chỉ định mổ, các bạn sẽ phẫu thuật. Và phẫu thuật thì lúc mình đi học mình nói rồi, nếu mà nhắc lại thì nó nữa thì nó rất là dài, cho nên sẽ nói ngắn gọn một cách là các bạn sẽ phải biết là bệnh nhân mổ máu tụ với mục đích là gì. Nó có hai cái mục đích lớn thôi. Một là lấy khối máu tụ cầm máu, tức là lấy cái khối máu tụ ra và cầm cái nguồn chảy máu của nó. Hai là giải áp nha. Mục đích trên lâm sàng mình thường là như đó, lấy có máu tụ cầm máu và giải áp sọ. Thì mỗi cái loại máu tụ nó sẽ có cái mục đích khác nhau. Ví dụ như máu tụ màng cứng, thường đa số các trường hợp là mình có cái chỉ định mổ là để lấy có máu tụ và cầm máu. Thì sau khi mổ mình sẽ đánh giá xem là mình lấy hết có máu tụ chưa và cầm được máu chưa. Đối với máu tụ dưới màng cứng thì nó có thể có hai loại phẫu thuật. Một là chỉ lấy có máu tụ và cầm máu khi bệnh nhân không có biểu hiện phù não, không có tăng áp lực nội sọ nhiều, mà cái bản thân cái tăng áp lực nội sọ của bệnh nhân là do cái bề dày của có máu tụ ha. Thì mình sẽ mổ lấy có máu tụ, sau đó mình đặt xương đầu lại và không có giải áp não.
cái loại phẫu thuật thứ hai của máu tụ dưới màng cứng đó là lấy nó máu tụ và giải áp. Khi đó người ta phải được làm một cái phẫu thuật mở sọ giải áp tiêu chuẩn, tức là gạch da hình nhũ chấm hỏi, mở rộng da, mở rộng xương, mở màng cứng, lấy cái máu tụ, sau đó bắt trùng màng cứng để tạo thành cái phẫu thuật mở sọ giải áp tiêu chuẩn ha. Còn máu tụ trong não gì? Máu tụ trong não nó sẽ có hai loại, một là mổ vô để lấy cái máu tụ trong não thôi không có giải áp, hai là có giải áp hay giải áp bán cầu. Thì những cái chuyện đó là nó thuộc về cái chuyện của bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà các bạn phải biết, khi các bạn khám để họ phẫu đó, các bạn phải biết là mục đích phẫu thuật của người ta làm cái gì, để mình biết và mình theo dõi cái gì, mình đánh giá cái gì nha. Rồi khi mà người ta không có điều trị phẫu thuật, người ta sẽ được điều trị nội. Điều trị nội thì khi mình điều trị nội, cái vấn đề của mình khi đánh giá bệnh nhân có máu tụ nội sọ là gì, người ta sẽ có hai cái nguy cơ. Một là tổn thương nguyên phát tiếp diễn, tức là chảy máu, cái máu tụ đó nó tăng kích thước, và thường cái nguy cơ đó tồn tại trong vòng 3 ngày đầu sau khi chấn thương. Trong vòng 3 ngày đầu sau khi chấn thương, mình phải bảo luôn khả năng là bệnh nhân sẽ chảy máu tiếp diễn, phải tăng kích thước máu tụ. Và làm thế nào mình xác định được chuyện đó? Mình điều trị thuốc cái gì? Ví dụ như mình thấy nguy cơ chảy máu tiếp diễn thì mình sử dụng thuốc cầm máu ha. Rồi cái nguy cơ thứ hai chúng ta là phù não và các tổn thương thứ phát khác như là thiếu oxy não. Thì thường đó, bệnh nhân mà có máu tụ nội sọ, người ta có hai cái đỉnh phù não là từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 5, và cái đỉnh phù não thứ hai là ngày thứ 10 tới ngày thứ 14. Thường người ta phải có đỉnh phù não thứ nhất thì người ta mới xuất hiện đỉnh phù não thứ hai. Cho nên mình sẽ biết rằng là sau 3 ngày đầu mình theo dõi nguy cơ chảy máu mà bệnh nhân không có chảy máu tiếp diễn, không có biểu hiện của chảy máu tiếp diễn, thì bắt đầu từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 5 mình sẽ đánh giá nguy cơ của phù não. Rồi chung quy là phù não hay chảy máu thì trên lâm sàng nó đều được theo dõi qua ba yếu tố. Một là theo dõi tri giác của bệnh nhân, xem tình trạng tri giác bệnh nhân có cải thiện hay không, có xấu hơn hay không. Theo dõi cái biểu hiện của hội chứng tai áp lực nội sọ, có các dấu hiệu của tai áp lực nội sọ hay chưa, và theo dõi các dấu thần kinh khu trú. Nếu bất cứ khi nào người ta có bất thường trong cái vấn đề này, tức là mỗi ngày mình đi khám mình sẽ kiểm tra những vấn đề này, và nếu người ta có bất thường mình sẽ chỉ định chụp CT. Thì đối với các bạn chỉ định chụp CT đối với bệnh nhân đang theo dõi máu tụ nội sọ sẽ được đặt ra khi mà tri giác của bệnh nhân giảm từ 2 điểm trở lên ha, có biểu hiện của hội chứng tai áp lực nội sọ, có dấu hiệu thần kinh khu trú mới, đặc biệt là các dấu hiệu của tai biến tuần não, bệnh nhân có co giật trong quá trình theo dõi, và trên lâm sàng có tai biến cơ xìm. Cái này nó nằm trong hội chứng tai áp lực nội sọ, nhưng mà nói rõ để cho mình biết rằng là khi mình theo dõi bệnh nhân có máu tụ nội sọ, mình phải kiểm tra mạch huyết áp và quan sát kiểu thở của bệnh nhân để mình đánh giá tai biến cơ xìm nha. Để thôi các bạn không biết là mình sẽ phải theo dõi gì, nếu bệnh nhân có các bất thường này mình sẽ phải chụp CT theo dõi. Còn cái việc quyết định chụp CT kiểm tra, quy trình chụp CT để đánh giá máu tụ như thế nào thì cái đó nó phụ thuộc vào kinh nghiệm, phụ thuộc vào lâm sàng của bác sĩ điều trị. Các bạn sẽ không quyết định được chuyện đó đâu. Nhưng khi các bạn thấy là người ta chụp CT sau 6 giờ, người ta chụp CT sau 24 giờ, người ta chụp CT sau thế nào đó, thì cái đó là chuyện của bác sĩ. Còn đối với các bạn biết rằng là chỉ định chụp CT cấp cứu khi theo dõi bệnh nhân có máu tụ nội sọ là khi bệnh nhân có những dấu hiệu này. Rồi khi mà mình điều trị bệnh nhân có máu tụ nội sọ, mình sẽ điều trị theo vấn đề. Ví dụ như trong vòng 3 ngày đầu có nguy cơ chảy máu, chưa có biểu hiện của phù não, thì mình sẽ điều trị triệu chứng, mình sẽ sử dụng thuốc cầm máu, mình sẽ dự phòng cái vấn đề biến chứng cho việc nằm trong bệnh viện như bộ nhiễm nhiễm trùng gì đó. Nếu bệnh nhân nằm cố định kéo dài thì có nguy cơ của huyết khối, nguy cơ của di phổi, mình sẽ sử dụng thuốc hoặc là tập một cái trị liệu để hạn chế những cái gì đó. Còn khi bệnh nhân có tăng áp lực nội sọ, đặc biệt là do phù não, thì mình sẽ phải chống phù não, hoặc là lúc đó mình sẽ phải hồi sức ngoại thần kinh. Thì đối với các bạn trên lâm sàng, thường các bạn chỉ biết tới cái chuyện là sử dụng nằm đầu cao thở oxy, nghe nằm đầu cao thở oxy rồi sử dụng Mariton để chống phù não, thì không phải chỉ có nhiều đâu. Đối với cái một cái đơn vị hồi sức ngoại thần kinh tiêu chuẩn, mình có thể kiểm soát áp lực nội sọ của bệnh nhân, tức là điều trị chống phù não bằng một số các phương pháp sau. Ví dụ như là sẽ cho bệnh nhân ngủ, hay người ta đặt nội khí quản cho bệnh nhân ngủ sâu, thở máy, giãn cơ để làm giảm tiêu thụ năng lượng của não, cũng là một phương pháp chống phù não. Hoặc là bệnh nhân sẽ được tăng thông khí, tăng thông khí để người ta duy trì cái BaCO2 trong máu từ ngưỡng 20
trên 35mm thủy ngân để ta kiểm soát được cái cho cái nồng độ cái CO2 trong máu nó ở ngưỡng thấp trước để tăng cái rồi cái chuyện tăng không khí này nó có nhiều cách lắm, hỗ trợ qua được cái máy thở hoặc là đôi khi đặt bệnh nhân trong buồng oxy cao áp, hay đó là những cái phương pháp can thiệp có thể đặt ra. Tiếp theo nữa là gì, cho bệnh nhân nằm đầu cao khoảng 30 độ, lý do là nó sẽ tăng cái hồi lưu tĩnh mạch sẽ bị tim làm giảm cái áp lực nội sọ. Người ta sẽ sử dụng những cái thuốc mà tăng lợi tiểu hoặc là tác dụng thẩm thấu như maniton hoặc là nước muối u trương nha. Thì khi mình sử dụng cái phương pháp mà liên quan đến áp lực thẩm thấu thì mình sẽ xác định rằng là bệnh nhân có nguy cơ tăng áp lực thẩm thấu và chỉ sử dụng khi nào mà mình cần phải chống phù não, tức là có bằng chứng của phù não nha. Thì những cái chế phẩm mình hay xài là maniton nè, natri 3% hoặc là natri 27.1%, thì cách sử dụng của từng cái loại thuốc đó nó sẽ khác nhau và mình sẽ có mục tiêu. Khi mình sử dụng natri maniton thì mình sẽ thường mình có cái câu nói mấy bạn hay biết đó là sử dụng khoảng 3 ngày theo lý do là nó có phản ứng rebound á, tích lũy cái maniton ở trong cái mô não phù, nó gây ra đang phù não sau đó nha. Cho nên thường mà mình sẽ phải chỉ định khi nào, quyết định khi nào sử dụng ra sao là tùy thuộc về từng bệnh nhân. Còn ví dụ mình sử dụng muối hút chương, ví dụ như natri á, thì mình phải có mục tiêu, tức là nồng độ natri máu mục tiêu, mình cho tôi biết được cái nồng độ như thế nào thì cái đó nó hơi sâu rồi nha. Đối với các bạn chỉ cần biết là tôi có những cái phương tiện đó để tôi sử dụng rồi, hoặc là thậm chí người ta sẽ cho hạ thân nhiệt kiểm soát. Hạ thân nhiệt có kiểm soát đẩy cái nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân dưới ngưỡng 37.5 hoặc là dưới thấp hơn nữa dưới tác dụng của paracetamol hoặc là những cái túi chịu lạnh đặt bên ngoài bệnh nhân, hoặc là những cái hạ thân nhiệt chủ động bằng hạ thân nhiệt trung ương đó, người ta đưa catheter vô, người ta truyền những cái chất hạ thân nhiệt ở trong cơ thể của bệnh nhân. Người ta dự phòng co giật, bản thân cái chuyện dự phòng co giật nó cũng sẽ giảm nhu cầu năng lượng oxy của não. Sử dụng các bạc tiêu rác ha, để cho bệnh nhân nằm yên, làm dịu bệnh nhân. Hoặc là một số trường hợp người ta sẽ đặt dẫn luôn dịch não tủy ra bên ngoài để giảm áp lực nội sọ trước khi ta mổ. Hay trước khi ta quyết định mổ, ta có thể có một phương pháp để kéo dịch não tủy ra bên ngoài để làm giảm áp lực nội sọ. Hoặc bước cuối cùng là mình sẽ mở sọ. Rồi thì đó là hết cái phần mà gọi là hệ thống lại cái chuyện mà tiếp cận và xử lý bệnh nhân chấn thương sọ não ha. Những cái yêu cầu về mặt đánh giá lâm sàng, những cái tiêu chuẩn xuất viện, những cái quá trình hướng dẫn theo dõi, những yêu cầu đọc trên CT và chỉ định mổ ha, để các bạn hệ thống lại cái chuyện mà mình sẽ giải quyết bệnh nhân chấn thương sọ não như thế nào. Có ai có thắc mắc gì không?